Em chào mọi người. Rồi em chào mọi người, em chào mọi người. Em chào 35 chị đang xem live của em nha. Đây. Đôi vông Mỹ đẹp dã man. Nóng như này mọi người chỉ mặc vông Mỹ thôi. Tại vì là vông Mỹ sẽ là gần như là 100% sẽ là chất liệu là cốt tông các chị nhá. Rồi mọi người vào nhanh ạ. Hôm nay đầy đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng luôn. Có nghĩa là sẽ có rất là nhiều màu cho chị lựa chọn ở đây. Rồi các chị ơi, chị nào đã lên này, mọi người chấm comment lên giúp em để em nhìn thấy mọi người nhá. Đẹp quá, toàn những màu nổi chị này. Vông Mỹ được cái là cái đặc điểm của nó là nó sẽ có màu nổi rất nhiều, nên eo đẹp chưa này. Em sẽ mặc lên cho mọi người xem nha. Đây này các chị ơi, gần như là những em vông Mỹ của em này sẽ là gần như là 100% sẽ là cốt tông cho các chị luôn. Được chưa ạ? Nhiều cốt tông lắm, nên là cái lô ngày hôm nay nó rơi vào khoảng độ là từ gần 200 cái sẽ lên với mọi người ở trên các livestream của em, và cái giá chỉ gọi là 70.000-80.000 đó các chị ơi. 70-80.000 một em vông Mỹ rồi. Rồi có màu trắng không á, để em chả biết là có màu trắng hay không. Tại vì là cái vông Mỹ thì bình thường bán thì sẽ là vông Mỹ là màu trắng sẽ để là cái chuyện riêng. Còn cái này là vông màu mọi người ạ. Vông màu này để xem là có thì em sẽ gọi nhá. Rồi chào chị Hương Hương, chào chị Hằng Đỗ, chào chị Tây An. Ôi em chào mọi người đây các chị ơi. Đây này, vông Mỹ của em nhà em này, đẹp chưa? Chỉ khoảng từ là 70.000-80.000 một em thôi mọi người nhá. Đây đẹp quá, mọi người mặc với quần đùi là xinh luôn. Chào chị Hằng Đỗ nha. Rồi mọi người lên nhanh đi ạ. À, các chị ơi, mọi người lên rồi, mọi người nhớ chia sẻ livestream giúp em nhé mọi người nhá. Đây này, đẹp chưa này, màu xanh này em dơ demo qua cho các chị xem vài em nhá. Có màu đen này, có màu nổi và có cả những cái tông màu tối chị này, màu hồng, có cả màu hồng luôn. Đây này các chị này, đây xinh chưa cho mọi người nhìn này. Có cả form những em form to, nhưng mà chủ yếu nha, là em treo hàng thì thấy là nó có rất là nhiều những em form nhỏ, có nhà form vừa người ấy. Còn chị nào mà thích kiểu mặc dấu quần hoặc mặc kiểu free size thì mọi người có thể lấy những em to nhỉ, được chưa? Nhiều màu sắc lắm chị ơi. Rồi các chị chia sẻ like giúp em nhá, chào 55 chị xem nhá. Khi nào mà được khoảng từ 70-80 mắt thì em sẽ bắt đầu làm này. Thì sẽ bắt đầu làm mọi người ạ. Đây em demo qua cho mọi người vài em để eo đẹp dã man luôn. Vông Mỹ hôm nay sẽ có cả nam và có cả nữ chị nhá. Tại vì là những kiểu dáng vông này các chị này mặc được cả nam và mặc được cả nữ luôn, đẹp chưa này. Eo ơi, toàn gần nhà 100% sẽ là cốt tông cho chị luôn đây. Các chị ơi đẹp quá. Vải rất là đanh và mềm luôn, mặc những con vông Mỹ vào mùa hè siêu mát các chị ạ. Siêu mát luôn. Vông Mỹ thì còn nó sẽ có họa tiết nha các chị nhá. Đây. Nó sẽ có họa tiết nha, hoặc là mọi người thích mặc trơn thì nó sẽ có trơn và có họa tiết thì nó sẽ có họa tiết cho mọi người nhá, được chưa ạ? Đây này nhiều dã man luôn. Ê, hôm nay phải gọi là rất là nhiều màu sắc đẹp luôn chị này. Đây mọi người, những con này form bé bé này, form bé bé xinh xinh mọi người đây, để em xem nào. Con này 100% là cốt tông cho em đây các chị này. Đấy, vông Mỹ xịn luôn, được chưa ạ? Rồi các chị chấm comment lên giúp em nhá, và mọi người chia sẻ livestream với em được chưa ạ? Để em sẽ bắt đầu lên với các chị luôn. Tại vì là trong tất cả những em này chỉ khoảng từ dao động 70-80.000 thôi, được chưa? Em sẽ để cho mọi người cái giá rất là hời luôn. Rồi nhá mọi người nhá, 1 phút nữa em làm này, 1 phút nữa để cho các chị vào, sau đây em sẽ bắt đầu làm cho mọi người nha, đẹp chưa này. Ôi chị này, chỉ các chị nhìn thấy thôi nhưng mà em rất là thích mặc cái tông màu như này luôn. Tại vì là những con này tông này là kiểu dáng basic ấy mọi người, nên là ai cũng mặc được, cả nam cả nữ đều mặc những cái tông này được mọi người nhá. Rồi em đang thấy là 60 chị xem rồi, các chị lên nhanh đi, sau đấy là tí nữa mới bắt đầu lên được. Đây này, đấy, mọi người nhìn đẹp chưa? Rồi em bắt đầu em sẽ làm, em sẽ mặc lên cho mọi người xem. Và chỉ bán với mọi người khoảng từ 70.000 đó mọi người, quá rẻ luôn đúng không? Đây, thấy con đẹp chưa các chị nhìn này. Con này là phông giấy rồi, phông Mỹ thì nó cũng sẽ có phông giấy mọi người nha. Đây, phông giấy cho em này, đẹp chưa? Đó, em bảo rồi, tất cả phông Mỹ hôm nay size rất bé luôn. Nó sẽ có những em size bé và có những em size to. Đấy, được chưa? Đây, chị nhìn này. Em này là người ta ghi là size M, nhưng mà size M của phông Mỹ thì mọi người có thể mặc từ L, từ M đến L là ok nhá. Rồi mọi người nhớ là chấm comment lên giúp em ăn bắt đầu làm nhá. Tại vì là thấy mọi người đang lên rồi, thấy mọi người đang bắt đầu lên đầy đủ rồi đấy, thì bây giờ em sẽ bắt sang lại em sẽ làm luôn, được chưa ạ? Để cho mọi người lấy được con thì mọi người lấy nhá, em bán con em mặc cho mọi người nhá. Em bán con của em đang mặc trước này mọi người này. Rồi chị nào lấy được con gì lấy đồng giá 70.000 luôn, được chưa ạ? Rồi em bán con của em đằng sau nó sẽ có họa tiết rất là đẹp luôn. Đây này cái chị này. Rồi nha, em mặc lên cho mọi người xem nhá. Em này mọi người sẽ mặc cho em khoảng từ 47-48 dưới 55 cân em mọi người này. Nhìn người em này, mặc dấu quần phong Mỹ thì đa số nó sẽ là dấu quần rất nhiều nhá chị nhá. Rồi các chị ơi, mặc con này cho em ạ. 47-48 cân này, tối đa là 55 cân em làm luôn. Tại vì là tí nữa là muộn là mọi người sẽ không săn được gì đâu. Em còn có ca sau nữa này. Em này em bán mọi người với giá 70.000, mở màn con đầu tiên mã số là 423 là cái em đang mặc nhá, dưới 55 cân đổ về. Mã 423 này 70.000. Em ơi đẹp dã man luôn mọi người này. Cho mọi người nhìn cái con này đằng sau của em. Lúc đầu bà cầm con này là em đã thiết kế kéo họa tiết đằng sau của nó rồi. Đây đẹp chưa, họa tiết 3D luôn mọi người nhá. Rồi 70.000 thôi, mã số là 423 cho mọi người nhá. Mọi người nhìn con này của em này.
Ui các chị ơi đẹp chưa, để em xem nào. Cái con này nhá mọi người nhìn này, 100% của nó cốt tông và màu xanh dương này. 100% cốt tông và em này sẽ là màu xanh dương cho em nhá. Ok nhá. À, chào chị Vũ Yến nhá. Mọi người lên rồi mọi người nhớ chấm comment và chia sẻ like giúp em nhá. Đây con này đẹp trời ơi, thế chị nhìn con đẹp của em này. Màu xanh dương cho em luôn. Con này sẽ có họa tiết ở đằng trước bé rồi các chị ơi, con này mặc S. 1 2 3 chị Hương Lê. Con này mặc cho em khoảng con này 55 cân vẫn vừa eo vừa đét đúng không chị này? Vừa đét con này luôn, 47-48 cân nhá. Tối đa là 55 cân đổ về, con này màu xanh dương đẹp quá chị ơi. Con này có họa tiết 3D đằng trước luôn. Em bán em này với cái giá là 70.000 thôi, mã số là 462. 462 70.000 lấy con này nhá. Màu xanh dương em bảo rồi, tất cả những màu này chị nào mặc cũng đẹp luôn. Đây. Đẹp chưa? Con này 70.000 thôi nhá. Chị nào cần lấy size to hoặc là cần lấy size to mọi người bảo em nhá thì em vẫn sẽ có cho mọi người được chưa ạ? Một em màu hồng đấy ạ. Con màu hồng này một em dáng trơn đấy chị này. Đẹp chưa? Ai mà không thích có họa tiết thì mọi người lấy con này giúp em mọi người nhá. Cái con này là một em họa tiết luôn. À không không có họa tiết. 462 chị Bimbo Phương. Con này chắc là mọi người sẽ mặc cho em size L đấy mọi người, tại vì cái con này hơi to một tí. 55-60 cân đổ về mặc free size các chị ơi. Cứ dưới 60 cân đổ về các chị còn đẹp nhau. Con này mặc dấu quần trẻ màu hồng sen, hồng sen đậm ấy mọi người. Từ 55 cân nhá, tối đa là 60 cân quay đầu về các chị lấy em này được không ạ? Em này em bán mọi người về cái giá ở đây đó là 70.000 thôi, mã số là 484 mọi người con này nhá. 70.000 thôi này. Eo ơi rẻ quá mọi người. Đây này, cái màu này cho em này. Đằng trước nó sẽ là toàn bộ là họa tiết 3D cho em luôn. Đằng sau thì không có gì, màu đen nhá. Nên một con màu đen cho các chị mặc là gọn người nhá. Ai thích màu đen thì các chị lấy con này cho em luôn này. Một em màu đen cho em nhá. Rồi con này màu đen này có họa tiết size M. Thực ra con này trên tag người ta đã ghi là M rồi. Thì mọi người mặc có thể từ 50-55 cân đổ về đây. Chị ơi màu đen này, màu đen mặc đẹp này. Đằng trước nó sẽ có họa tiết như này. Từ 50 cân, tối đa là 55 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Em bán em này về cái giá là 70.000, mã số em về là 479 mọi người nhá. Màu đen 479 này. 70.000 em này. Em còn nhiều màu lắm mọi người, cần lên màu gì cứ bảo em nhá. Màu cam đi cho nó nổi chị ơi. Em ơi con màu cam này kiểu dáng là màu cam cà rốt này, đẹp chưa? Họa tiết y thôi và con này để em xem nào. Con này cũng là 100% là cốt tông mọi người nhá này, cho các chị nhìn luôn ạ. Màu cam cà rốt cho em mọi người nhá. Đây. Mọi người cần lấy màu gì các chị bảo em để em xem có em sẽ đưa nhá mọi người nhá. Sẽ đưa nhá, tại vì hôm nay thì nhiều màu sắc lắm nhưng mà màu trắng thì nó ít. Em này mặc size S rồi các chị ơi, bé rồi. Em này bé rồi mọi người ạ. Cái này thì mọi người sẽ mặc cho em khoảng tối là từ 45 cân. Tối đa em này là 52 cân đổ về chị đem này. Rồi chào chị Ngô Thanh Huyền nhá. Em này mọi người mặc đẹp này, từ 45 cân ạ, tối đa là 52 cân quay đầu về các chị lấy em này màu cam nhưng mà mặc size S sẽ đẹp hơn con này nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số em này là 726 mọi người nhá. Đẹp quá chị ơi, 726 mặc S. Đấy chị nào khoảng tuổi là từ 52 cân đổ về là mặc đẹp con này có 70.000 thôi. Rồi một em màu này nữa này để em xem có những cái tông màu nổi nổi cho các chị nhá, tại vì là em thấy mọi người đang hào hứng cái tông màu nổi hơn. Đây này các chị ơi, màu xanh dương. Một em màu xanh dương nhưng mà màu của nó không quá là đậm nhá mọi người nhá. Đây. Còn mọi người xem con này của em đây, các chị này, nhìn cái họa tiết của nó đỉnh không? 26 chị Thùy Dương Nguyễn. Đó con này mọi người nhá. Không nam có chị ơi, hôm nay có cả nam và có cả nữ nhá mọi người. Các chị ơi hôm nay có này cả nam cả nữ nhá, nên là yên tâm, để tí nó sẽ có nam này em báo luôn. Size M đấy ạ, con này mặc dấu quần eo đẹp các chị này, mặc gọn người dã man cái tông màu này luôn. Xanh dương mặc M nhá. Con này mọi người sẽ mặc cho em thoải mái là tối đa là dưới 55 cân đổ về size M để mặc được con này. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số em là 723. 723 70.000 cho em nhá. Màu xanh dương mọi người, eo đẹp chưa? Màu xanh dương em thấy hôm nay mọi người đang săn cái màu này nhiều này. Đang săn cái màu này nhiều đây này. Con này để em kiếm xem có phong nam nhá. Không có đèn hồng nữa đi em. Eo ơi đẹp quá này. Áo hồng nữa, ok có áo hồng chị ơi. Có áo hồng nhưng mà áo hồng sẽ form kiểu nó sẽ là cái form hơi to một tí. Nhưng mà mặc kiểu dáng freestyle là được các chị ơi đấy. Con này là mặc kiểu dáng ngắn và kiểu vừa người mọi người nhá, màu xanh navy. Con này gọi là màu này màu xanh navy, eo đẹp chưa chị ơi. 53 cân quay đầu về lấy con này xem các chị này đây. Không họa tiết gì cả luôn mà con này một em như kiểu một em mặc phong bình thường đấy ạ. Mặc từ 45 cân, tối đa là 53 cân quay đầu về các chị lấy em này nhá. Em bán em này với cái giá 70.000, chốt đơn con này cho em mã số 623 màu xanh navy mọi người nhá. 623 có một con màu hồng nữa chị ạ đây. Có duy nhất là hai con màu hồng thôi nhưng mà con hồng này sẽ phong to nhá. Hồng này sẽ phong to, em nghĩ là hồng này chỉ để nó nữ mặc thôi. Chứ nam là rất là ít mặc mấy cái tông màu hồng này đúng không ạ đây. Một em tông màu hồng cho em mọi người đây. Con tông màu hồng này mặc cho em size L, XL rồi hơi to chị ạ, 60-65 cân đấy ạ. Mặc lỗi XL nhưng mà được dáng dấu quần, em 55 cân 1m6 này. Chị Thùy Dương Nguyễn. Chị này, em 55 cân và 1m6 mà em đang mặc nó vừa người luôn ạ. Con này cho em mọi người nhá. Em này từ 60-65 cân quay đầu về mặc từ size L đến size XL này em này. Và đây này về cái giá 70.000, mã số là 464 mọi người nhá. Thực ra con này size to một tí chị ạ, nếu mà chị vừa thì chị lấy con này. Nó size hơi to nhá. Một con này nữa này. Đây. Cái em này là mặc cả nam cả nữ được nhưng mà nam thì chắc là sẽ mặc size M con này. Xanh coban cho em người nha.
Một em này nữa này, màu này sẽ là màu xanh cobalt cho em luôn. Em này thì cái phông nó rất là nhẹ nhàng luôn. Thực ra là con này em nghĩ là để cho nữ mặc đi, tại vì cái phông của nữ sẽ vừa hơn nhá. Em này mặc cho em dưới 57 cân của nữ đi mọi người đây. Họa tiết này các chị nhìn thấy không ạ? Đẹp chưa ạ? Màu xanh cobalt cho em mọi người nhá. Từ 55 cân này tối đa là sẽ là 57 cân quay đầu về chị này, đẹp chưa? Rồi dưới 57 cân đổ về lấy em này nhá. Em này bán mọi người về cái giá là 70.000, mã số em này là 712 mọi người nhá. Đẹp quá chị ơi. Thực ra là con này mặc từ M đến L nhỏ đó chị mặc đẹp em này. Rồi mã 712 cho em mọi người em này. Rồi em có thêm một em này nữa này. Đây để còn chị nào thích màu nổi thì bảo em nhá, màu ghi đi chị ơi. Ê ơi, một em màu ghi đẹp chưa các chị này? Một em màu ghi đáo cho em con này kiểu dáng dấu quần nhá. Hôm nay con này là của nam rồi thì em sẽ làm đấy nhá. Cái nào mà của nam rồi thì em sẽ bảo người nhá. Cái nào của nam thì em sẽ bảo cho mọi người. Thực ra là cái này phong nam nữ mặc được hết mà. Nam nữ đều mặc được hết này. Con này các chị ơi, mặc con này size của em là mọi người sẽ mặc cho em là 57 cân đổ về đây đây các chị này. Đẹp quá, xuất sắc quá chị ơi. Rồi, 55 cân dưới 57 cân quay đầu về là chị đẹp này. Màu của em này sẽ màu dạng màu ghi đá mọi người nha. Ghi đá không có nhiều đâu. Hôm nay ghi đá thì nó có nhưng mà kiểu là số lượng nó đến trên đầu ngón tay ấy chị. Rồi dưới 57 cân đổ về các chị lấy em này. Em này bán mọi người với giá là 70.000, mã số em là 737 70.000 cho em người nha. Ok la nhỏ đẹp chưa? 737 lấy con này 70.000 cho em luôn. Nhớ con đẹp đấy chị này. Cần lấy màu gì mọi người cứ bảo em nhá. Nóng này mọi người chỉ mặc phông Mỹ thôi chị ạ. Mặc phông Mỹ cho nó mát. Ê ơi, màu xanh con này đẹp chưa? Màu neon ấy mọi người ạ. Đây, một em này nữa mọi người nha. Cái con này để em xem nào. Cái con này trên tag nó là con này ghi size S mọi người đây. Trên tag con này đang ghi là size S cái chị này. Đang ghi con này là mặc S cho em nhá. Nhưng mà size S của phong Mỹ thì mọi người có thể mặc từ size M của bên mình ấy mọi người đây. Cái con này thì mọi người sẽ mặc cho em khoảng con này size S rồi. 45 cân tối đa là 52 cân đổ về chữ con này hơi bé. Hơi bé đấy, con này mọi người mặc S nhá đây. Mặc màu đẹp thêm cái chị này. Rồi, 45 cân tối đa là 52 cân quay đầu về để em này. 70.000. Mã số là 325. 325 70.000 cho em nhá. Size S rồi. Con này mặc S sẽ đẹp hơn này. Em con này em đưa từ đầu like đúng không mọi người? Ê ơi, đẹp chưa này cái chị này. Đây này các chị nhìn con này của em này. Em này nhá, từ từ để em xem em này nhá. Em này thì chắc là mặc size to đấy mọi người ạ. Con này may chắc phải từ S đến M. Từ em xem con này. Con này nó phối mọi người ạ, một em màu xanh lá. Phối màu xanh lá và phối cả màu. Ui mặc S rồi các chị ơi. Bé rồi, con này phải gọi bé rồi. 45 cân tối đa là 52 cân đổ về chị lấy em đây đây các chị này, đẹp chưa này. 45 cân nhá. 52 cân quay đầu về con này mặc size S của em. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 651. 651 70.000 mặc S cho em con này là đẹp. Cái màu con này đẹp với chị này. Ơ thế luôn, cái màu em này đẹp dã man luôn. Nó phối cả hai màu đã, phối cả màu xám và màu xanh mọi người nhá. Ok la con này. Ok rồi, tiếp theo màu đen đi ạ. Một em màu đen này người ta ghi là XL nhưng mà con này mọi người sẽ mặc M của nữ, 55 cân đổ về của nữ cho em ở đây nhá. Sẽ có con nào mà bé quá thì em không mặc được em sẽ dơ. Nhưng mà con này size M màu đen, chị nào lấy màu đen các chị có thể lấy em này. Dưới 55 cân đổ về mọi người lấy em này nhá. Em mặc em này với cái giá là 70.000, mã số là 363 mọi người lấy con này nhá. Ê ơi nhiều con đẹp chưa chị này. Đấy, nhiều con này. Ở đây con này là để cho con này để xem nào. Ui con này nữ mặc thôi mọi người ạ. Con này em nghĩ là để cho nữ mặc thôi, các chị nhìn họa tiết là đỉnh cho này đây. Cho mọi người xem họa tiết của em này cho em nha. Đây mọi người nhìn đỉnh chưa? Rồi cái con này em nghĩ ạ, tại vì cái form này form bé nên là sẽ để cho nữ mặc đi ạ. Để cho nữ mặc đây cho mọi người nhìn này. Ô thế luôn. 100% là cốt tông cho em luôn được chưa ạ? Tang mắc cực kỳ xịn sò con này luôn mọi người nha. Rồi chị nào lấy em này của em nào. Có túi này con này mặc M rồi. Nhìn qua là đã biết size M rồi, 55 cân eo đẹp quá chị ơi. Nhìn này. Cái họa tiết nó đẹp chưa các chị này? Rồi ạ. Rồi con này mọi người mặc xem là sao ạ? Dưới 55 cân đổ về cho chị lấy em này nhá. Em này bán mọi người là 70.000, mã số em này là 503 70.000. Ô đẹp chưa chị ơi? Con này các chị không lấy các chị để em. Không lấy con này để em. Rồi mã số là 503 là em này 70.000 cho em nhá. Con này không đẹp không lấy tiền. Rồi ok, 503 70.000 cho em luôn. Ôi em đang còn là để cho mọi người cái mức là rất là rẻ. Bình thường những con này phải bán 80.000 100.000 đúng không mọi người? 70.000 mã 503 cho em luôn. Một em màu xanh lá. Một em màu xanh lá đấy chị ơi đây. Vẫn là 100% là cốt tông cho em rồi nhá. Vẫn 100% là cốt tông cho em luôn là cái con này. Màu xanh lá cho em luôn nào. Nào chị nào lấy màu xanh lá của em này chị ơi đây. Con này mọi người sẽ mặc từ S đến M đều ok con này đấy ạ. Đây. Rồi nhá, con này chị nào là cần lấy size gì mọi người cứ bảo em nhá. Cần lấy size gì cứ bảo em cho em rồi nhá, không có vấn đề gì cả luôn này. Các chị ơi nhìn này, một dòng chữ của nó đẹp chưa này? Dòng chữ của nó rất là đẹp luôn đúng không? Rồi con này dưới 55 cân đổ về chị ơi. Chị Phương Thảo. Chị này đây. 47 48 cân tối đa em này sẽ là 55 cân đổ về vẫn mặc đẹp con này cho em nha. Rồi em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 393 các chị ơi, đẹp phát đây này. Ôi giời ơi đẹp chưa chị ơi? 393 là em này 70.000 cho em mọi người nha. Xanh lá, đấy xanh lá. Rồi chị nào lấy màu mấy kiểu màu này mọi người bảo em nhá đây. Xanh lá này chị nào lấy xanh lá chốt đơn cho em mã 393. Nhiều màu dã man luôn em ơi, thế luôn này. Ui một em hàng của gì đây? Có nhiều con màu đẹp thế này, màu đấy ạ. Màu này đi mọi người. Ê ơi cái màu này nhìn nó mặc nó đẹp chưa này. Em này 100% vẫn là cốt tông mà con này sẽ là make in Mexico này. Đấy chị ơi, make in Mexico luôn, toàn là hàng kiểu phong Mỹ xịn luôn đấy mọi người. Đây.
con này của em mọi người nha. Cái con này màu này sẽ là màu ghi ạ, màu ghi. Nhưng mà ghi đậm mọi người nhá, ghi đậm là con này. Size M dưới 55 cân em mặc vừa, chị đành mặc M này. Mà con này sẽ mặc form hơi bỏ một tí mọi người nhá. Đây các chị ơi, 45-55 cân, size từ S đến M thì mặc được nhá. S, M thì mặc được con này. Bán cái này với cái giá là 70.000, mã số là 657. 657, 70.000 con này cho em nhá. 70.000 cho em mã số 657. Đây một con màu vàng các chị ơi. Em ơi chị, màu vàng đẹp chưa này? Trời ơi đẹp chưa, màu vàng này cho em nhá. Vàng cháy mọi người ạ. Con này màu này sẽ là màu vàng cháy cho em mọi người nhá. Vàng cháy luôn, đẹp chưa? Con này còn nguyên tang mắc rất là mới con này luôn mọi người đây. Nguyên tang mắc rất là mới nhá. Rồi con này mọi người nữ nhá. Nữ thì con này thực ra là con này nữ mặc đi, tại vì cái size này để cho nữ thôi. Em này dưới 60 cân của nữ mọi người nhá. Đây này chị này, 55 cân rồi đã là 60 cân của nữ mọi người này. Con này cho em, con này đẹp quá chị ơi. Hôm Mỹ em đang sale cơ mà, đúng không? 55 cân 60 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Em này bán với giá là 70.000, mã số là 788 cho em nhá. 788 70.000 size từ M đến L. Đó các chị lấy em này từ 55 60 cân đổ về nhá. Rồi chị nào lấy em này chốt đơn cho em mã số là 788 nào. 657 cho chị Vân Lê. Ôi em có một ui chết rồi, có màu đỏ đẹp quá. 100% là cotton và made in Pakistan luôn. Cho mọi chị người nhìn. Vân Lê khách mời cho shop xin em số điện thoại địa chỉ ạ. Con này xịn nha, con này chất vải của nó cực kỳ xịn luôn chị ơi. Chất vải con này xịn, ôi thể con vải này nhá. Xịn dã man con này cho em luôn, đây này màu đỏ chị ơi. Một em màu đỏ size M dưới 57 cân quay đầu về. Ôi giời ơi con này không lấy tiền luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn mọi người nhá. 55 cân 57 cân quay đầu về các chị lẽ này. Ôi giời ơi màu đỏ chị này. Đẹp chưa? Mặc màu đỏ đi mọi người. Rồi em bán em này về cái giá là 70.000, mã số là 400 mọi người nhá. Mã 470.000. Mã 400 là em này 70.000 cho em nhá, con này đẹp. Quá đẹp con này luôn mọi người đây. Một em màu xanh than xem này, em ơi các chị này. Em bảo rồi cái lô này của em rất là nhiều size vừa người, rất là nhiều size vừa người luôn mọi người nhá. Màu xanh than. Đấy rồi. Một em này nó là màu, em này sẽ là màu xanh than cho mọi người nhá. Rồi. Con xanh than này sẽ để dành cho chị nào mặc size bao nhiêu đây? Từ từ em xem nào. Size này mọi người mặc cho em size S nhá mọi người nhá. Mặc S lấy con này từ 45 cân tối đa là 50 cân, 51 cân đổ về đã mặc S nhá. Mặc size S con này sẽ đẹp hơn được chưa ạ? Chị nào mặc kiểu vừa người thì mọi người mặc S con này khoảng tối là từ 45, 52 cân đổ về đấy con này cho em luôn. 70.000 thôi, mã số em này sẽ là mã số là 522. Ủa cái chị nhìn này, họ tiếp này. 522 này em này, 70.000 mọi người lấy con này cho em nhá. Con này không có gì phải chê luôn mọi người nhá. Eo thề luôn, mới dã man luôn. Con này con nào cũng thế, là em sẽ đảm bảo về độ mới cho mọi người. Thứ nhất đảm bảo về độ mới đây, thứ hai là để cho mọi người cái giá là mềm nhất, đó là chỉ là 70.000 một áo thôi nhá. Rồi size S để em lấy cho em mọi người nhá. Mọi người cần lấy màu gì bảo em nhá. Ủa cái màu đang chị Hậu Hà. À chị ơi, một em này con này là một em hàng hiệu của Onavi size M, made in Bangladesh luôn này. Eo ơi, một em hàng hiệu Onavi nhá, con này đẹp nhỉ. Em thích những con phong kiểu này quá chị ơi. Onavi cho em luôn. Con này màu của em này đẹp, có màu loang này. Màu xám khói. Màu xám khó là màu lang hàng hiệu của Onavi, mặc rất là thích luôn. Mình in Bangladesh, con này mặc cho em đẹp nhất cho em là 55 cân đổ về mặc vườn. Em 55 cân 1m60 mọi người nhá. Em nặng 55 cân và 1m60 nhá. Em này mặc cho em từ 48 cân tối đa em này sẽ là 55 cân đổ về, một em hàng hiệu của Onavi luôn. Em mặc em này với cái giá là 70.000, mã số là 691 mọi người nhá. 691 70.000. 70.000 này 691, nó là hàng hiệu của Onavi mọi người. Đây này một em màu này, con này size to này. Con này phông xếp siêu mềm luôn. Phong siêu mềm luôn, con này màu hồng, kiểu màu hồng tím ấy mọi người đấy. Hồng tím, lấy con này cho em mọi người nhá. Con này như kiểu là một em áo phông giấy luôn. Nó mềm, rất là mềm luôn mọi người nhá. Đây, đây các chị đây. Nó như kiểu là phông Mỹ, phông giấy luôn. Em này thấy con chị nào mặc cho em con này là dưới 56 cân đổ về đấy con này đây. 56 cân đổ về này. Từ 55 cân nhá, 56 cân quay đầu về đấy con này. Size M và L nhỏ để mặc được con này giúp em. Em bán em này với cái giá ở đây đó là 70.000 thôi, mã số là 681 các chị lấy em này nha. Đẹp quá chị ơi. 681 để em này, 70k để con này nhá, mã số 681 cho em luôn. Đẹp chưa mọi người, có bán 70.000 thôi. Ôi giời con này từ từ em suy nghĩ xem em có nên lấy con này không. Nó quá là đẹp luôn, màu đen chị ơi. Họa tiết này, in nổi toàn bộ chị nha. Họa tiết chị ơi, cái đây là theo này và nó sẽ in nổi toàn bộ lên áo ạ. Chị Vân Lưu. Đây. In nổi toàn bộ lên áo cho em một em màu đen này. Màu em này màu đen. Màu đen cho em một đen cho mọi người xem con màu đen này của em nhá. Em ơi màu đen này đẹp chưa chị ơi? Con này các chị không lấy, các chị để em. Không lấy mọi người để em ngay con này luôn màu đen. Em ơi con này mặc bé so với em rồi, 53 cân đổ về thôi, mặc bé rồi. Đây, 4748 này tối đa là 53 cân đổ về, mặc từ size S đến size M nhỏ chị nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 419. Em ơi, thế lúc này có 1002 đó chị ơi. 419 70.000 dưới 53 cân. Đẹp chứ, tại vì mặc phong Mỹ thì mọi người sẽ mặc rộng ra một tí đúng không? Mặc rộng ra một tí đúng không? Mình không nên mặc bó quá và không nên mặc chật quá chị nhá. Yêu con này là của, con này là áo của nam mọi người này. Áo này là của nam mọi người nhá. Em áo này mọi người sẽ để cho nam mặc cái gì đây? Đây, đây ạ. Con này là áo của nam mọi người nhá. Con này nhìn thấy là áo của nam. Nam sẽ mặc cho em khoảng từ là, con này nam sẽ khoảng từ 60-65 cân của nam. Con này mọi người nhá, đây. Em bảo rồi sẽ có những con của nam. Đây, con này là của nam luôn, size M của nam. Có nghĩa là size của em này chỉ 60-65 cân của nam mọi người nhá.
Đẹp quá. Ủa chị Thủy Nguyễn. Không, con này em nghĩ là size bé đấy. Con này 55-60 cân của nam, dưới 60 cân của nam mọi người nha. Tại vì là mình sẽ mặc phông mỹ rộng ra một tí, được chưa? Là từ 55 cân, 60 cân của nam đấy em này. Và đây là về cái giá là 70.000, mã số là 474. 474, 60.000 thì à 70.000. 70.000 mã 474 kia là áo nam mọi người nha. Đây này, một em này nữa này, con này nam nữa mặc được hết, 100% cốt tông. Con này nam mặc đẹp mọi người. Con này áo nam này. Áo nam xem nhá, con này nam mặc được, con này nữ mặc được thì em bảo luôn, bảo ngay luôn. Con này mọi người nha, cả nam cả nữ được mặc được, nhưng mà em thấy cái tay nó rộng nên là con này em sẽ để cho mọi người là để nam mặc nhá. Nam mặc được xem này, nam sẽ mặc cho em khoảng từ 55-60 cân của nam. 55 cân, 60 cân của nam này em này, còn nữ thì dưới 60 cân ạ. Nữ dưới 60 cân, còn nam từ 55 dưới 60 cân đổ về vẫn vừa con này. Em mặc em này về cái giá là 70.000, mã số là 789. 789 70.000 cho em ạ. Em bảo nếu con nào mà nhìn cái form cái vai nó hơi rộng ấy thì nam mặc ok ra. Nam sẽ mặc được mọi người ở đây. Ôi màu xanh cổ vì cái gì này. Đẹp chưa mọi người, nhìn họa tiết con này đẹp đây. Một họa tiết con này đẹp chưa, con này là một em màu xanh cổ vì, con này áo nữ mọi người nhá. Màu xanh cổ vì cho em luôn đợi em một tí này, con này đẹp chưa này chị này. 474 chị Trần Duyên. Đây. Các chị ơi, màu xanh cổ vì cho em người nhá. Em này sẽ để dành cho chị là mặc size S của bé rồi. Bé rồi 45 cân, tối đa là 50 cân đổ về, 51 cân đổ về đây. 50 51 cân đổ về các chị lấy em này nhá, con này bé rồi, con này phải mặc size S thôi. S của nữ cho em nhá. Em này bán mọi người là 70.000, mã số là 345. 70.000 mã 345 cho em nhá. Quá đẹp con này luôn, tại vì những con nào mà bé quá thì nhiều khi em không mặc được. Thì mọi người em sẽ dơ cho mọi người. Còn con nào mà em cảm thấy em vẫn mặc được thì em vẫn mặc mọi người nhá. Thì em mới mặc nha. Rồi con này đẹp quá chị ơi, mặc S ạ. Mặc size S của nữ đi mọi người eo thì con này đẹp thiết mọi người này. Mặc S của nữ là em này nhá. Rồi chị nào lấy em này chốt đơn con này cho em mã số là 747-70.000 cho em rồi nhá. 747-70k để con lấy cho em luôn. Rồi tiếp theo có một em này, cái gì này, màu ghi nào. Màu ghi cho em rồi nhá. Màu ghi nào, xem trên tăng người ta ghi con này là size S rồi. Trên tag con này người ta đang ghi size của em này, mọi người sẽ mặc size S rồi mọi người. Con này mọi người sẽ mặc con này size S. Size S rồi 45 cân tối đa là 52. 45, 52 cân đổ về sẽ vừa con này chẳng hạn đây. Màu ghi đá này 45 nhá, 52 dưới 52 cân đổ về là vừa S và M nhỏ. Em này bán mọi người 70.000, mã số là 344. Mã 344 70.000. 344 này em lấy nhá, 70k cho em mọi người nhá. Nhớ con đẹp nhớ chị ơi đây. Sẽ có những con mà vừa eo con màu tím ấy chị ơi. Trời ơi, một con màu tím đẹp quá mọi người này. Một em màu tím người ta ghi trên tắc con này là size L của chị này. Ghi trên tắc con này size L mọi người nhá. Đây cho mọi người xem con này của em luôn, em con này đẹp này chị này đây. Đây nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em đó là từ 55-60 cân. 55 cân, 60 cân quay đầu về con này vẫn vượng. Đấy chị ơi, đẹp chưa? Một em màu tím cẩm nhá. 55 cân, 60 cân quay đầu về các chị lấy em này. Và đây là với giá là 70.000, mã số là 390. 390, 70.000 nhá. 390, con này 70.000 thôi em. 344 chị Thanh Phạm. Một con hàng hiệu luôn, con này không phải hàng hiệu giả đây được chưa? Một em hàng hiệu của Gap, một em hàng hiệu xịn luôn. Một em hàng hiệu của Gap cho em mọi người nhá. Cái con này màu xanh than, eo ơi hàng hiệu này chị này. Nhiều con hàng hiệu dã man luôn con này nhá. Đây. Em này sẽ là một em hàng hiệu của Gap cho em mọi người nhá. Đây. Các chị nhìn con này bé cũng rồi xinh quá, 55 cân đổ về cho em đây. Hàng hiệu của Gap cho em mọi người nhá. 55 cân quay đầu về là một em áo phông của Gap size M. Và đây này với giá là 70.000, mã số là 683. 683 70.000 dưới 55 cân đổ về nhá. Thì nào đấy em này chốt đơn 683, hàng hiệu của Gap đấy mọi người ơi. Đây này, Gap bình thường mọi người mua một cái áo phông của nó đã rơi vào khoảng từ là 500-600 nghìn rồi đúng không ạ? Đây, một em của Gap 70.000 luôn, size M luôn. Chị nào lấy mọi người nhanh tay lên thì lấy được con Gap mọi người nhá. Không là hết sạch đây. Một em này nữa chị này, màu xanh coban. Và con này phải nói thật với mọi người, nó đanh, chất vải nó mới, em con này phải siêu mới luôn. Con này phải mọi người, với phải nói thật với mọi người là con này siêu mới chị ạ. Đây, siêu mới cho em mọi người con này nhá. Đây cho mọi người con này, cái này màu này sẽ là màu xanh coban mọi người nha, size M, mặc M dưới 55 cân. Ok, là con này 55 cân đổ về là mặc vừa chị đây, được chưa? 47-48 cân ạ, tối đa này sẽ là 55 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Một em màu xanh coban các chị này, đẹp chưa? Nó ít chữ luôn mọi người ạ. Em này bán mọi người về cái giá là 70.000, mã số là 351. 351 70.000, hôm nay mọi người toàn lấy màu xanh thôi. 351 này con này 70.000 cho em nhá. Ui con này đẹp quá nhưng mà nó hơi, phải gọi là nó sẽ hơi, con này sẽ gọi là hơi 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 bé một tí, hơi bé bé hơi cổ một tí. 351 là em lấy 70.000 thôi em nhá. Màu ghi đá màu này, một em màu ghi đá nhá, con này đẹp này, cái con này là size to chị ơi. Một em ghi đá nhưng mà con này size của em này sẽ là mặc size to cho em mọi người nhá. Rồi em này sẽ để cho chị nào. Đây, size M đấy, con này dưới 55 cân, đổ 56, 57 cân đổ về, con này đẹp quá chị này. Dưới 57 cân quay đầu về nha, là các chị sẽ mặc vừa con này. Em bán em này về cái giá là 70.000, mã số là 489. 489 70.000. Dưới 57 cân quay đầu về là vừa nhá. Một em này nữa đi mọi người ơi, màu đỏ, em nhiều màu đỏ. Em con đẹp. Ôi dồi ôi, đẹp quá mọi người này. Con này nam nữ mặc được nhá. Cho mọi người xem con này của em luôn. Em này các chị ơi, nam nữ mặc được con này, xem con này. Để em xem nào.
con này là phông cực kỳ mềm luôn, phông mềm cực kỳ luôn đây này các chị ơi. Nhưng mà em nghĩ là cái size của nữ sẽ mặc đẹp hơn mọi người ạ. Size của nữ sẽ là dưới 57 cân đổ về của nữ cho em mọi người nha. Cái con này đẹp quá chị này đây. Ok, dưới 57 cân quay đầu về là con này mặc nữ mặc cho em nha. Mà đây này về cái giá là 70.000, mã số em này là 451. 451 70.000. 70.000 mã 451 này con này. Màu xanh con này form to một này. Màu xanh form to con màu này em nghĩ là để cho nữ mặc. Cho chị Ngọc Dung Hà. Tại vì là cái này form bé này. 60 cân đổ về của nữ mọi người nha đây. Ok la, eo ơi, cái chị này 5 năm 60 cân đổ về con này. Chị em quá chữ màu xanh. 5 năm cân dưới 60 cân đổ về lấy con này cho em người nha. Bạn đây này với cái giá là 70.000, mã số em này là 722. 722 dưới 60 cân đổ về 70.000. 70.000 con này cho em người nha. Ok la, con này con nâu này này. Eo con nâu này đẹp chưa mọi người? Nâu trơn. Một em hàng hiệu của Âu Navi và cái này người ta ghi là size L, Make in Indonesia mọi người nha. Make in Indonesia lấy con này. Con này là một em hàng hiệu của Âu Navi mọi người nha. Rồi con hàng hiệu của Âu Navi chị nào lấy ạ? Trên tag người ta đang đánh con này là size, cái này sẽ là size L mọi người nha. Nhưng mà mọi người sẽ mặc con này size M thôi ạ. Mặc M và L nhỏ nhá. Con này nếu mà mọi người mặc của em hàng hiệu của Âu Navi này, mọi người chỉ mặc cho em tối đa là dưới 57 cân đổ về mọi người nha đây. Dưới 57 cân quay đầu về là một em hàng hiệu của Âu Navi. Em mặc cái này với cái giá là 70.000, mã số em này là 582 rồi nha. Đây ạ, 582 70.000 lấy con này cho em nha. 72 chị Ngọc Dung Hà. Đẹp xuất sắc chỗ đây. Mọi người cần size to thì cứ bảo em. Em ơi con này đẹp này, con này mặc size S rồi. Mà con này cho em khoảng từ là 45 cân tối đa là 53 cân đổ về các chị nha. Đây đẹp cho này. S và M nhỏ này con này ok nha mọi người nha. Các em mặc size từ S đến M nhỏ này con này dưới 53 cân đổ về là mặc vừa. Để em sẽ tư vấn cho mọi người là mặc sẽ là kiểu rộng ra một tí tại vì áo phông mình sẽ không mặc bó sát quá các chị nhá. 45 cân 53 cân quay đầu về là màu đỏ này. 70.000 mã số em là 748. 748 70.000 con này cho em mọi người nha. Nhiều con đẹp quá chị ơi. Màu ghi tiếp này, một em màu ghi trên tag người ta ghi con này là size S mọi người nha. Đây này, màu ghi này trên tag người ta đang ghi con này là size, đây là mọi người mặc S mọi người. Nhưng mà con này em nghĩ là mọi người sẽ mặc con này là mềm, trời ơi phông mềm cực đây chị này đây. Một em phông cực kỳ mềm luôn, 45 cân con này size S rồi. Mặc S rồi mọi người, 45 cân này tối đa là 52 cân đổ về các chị nha đây, đẹp chưa? 45, 52 cân quay đầu về các chị lấy em này. Bán đây này với cái giá là 70.000, mã số là 456, 70.000 con này cho em người nha. 70.000 này, 456 rồi, ok la mọi người nha. Rồi tiếp theo em có một em màu đỏ tuyệt vời, ơi đẹp chưa chị ơi? Ôi dồi ôi, đẹp quá đây, make in Nicaragua luôn này, 100% vẫn là cốt tông chị này. Đẹp chưa? 100% vẫn là cốt tông và make in Nicaragua luôn. Ôi dồi ôi, đẹp chưa? Con này cho mọi người nhá, màu đỏ rượu vang. Màu đỏ này thì em nghĩ là để cho các chị mặc đi. Để cho các chị mặc này. Có cả phông nam và cả phông nữ chị nhá. Size M dưới 55 cân. Eo thì con này đẹp xuất sắc các chị ơi đây. Nhìn này size M cho em mọi người nhá. Rồi các chị ơi, con này mọi người sẽ mặc cho em tối đa con này sẽ là 55 cân quay đầu về cho em nhá. Dưới 55 cân đổ về này em này. 70.000 thôi, mã số em này là 412 cho mọi người nhá. Đây chị nhảy đây. Mã 412 này con này. 70k này con này cho em màu rượu vang size M dưới 55 cân mã 412. 412 này con này cho em. Đẹp chưa mọi người, màu đỏ đấy ạ. Em màu đỏ này cho em người nha. Màu đỏ này cả nam và cả nữ đều mặc được cho em được chưa ạ? Đây, màu đỏ thì này. Màu đỏ thì em nghĩ là nhiều khi là nam rất là ít khi mặc màu đỏ đúng không? Nhưng mà thực ra là mặc màu đỏ nó nổi lắm chị ơi. Mặc màu đỏ nó nổi dã man con này luôn ạ. Đây, cái em màu đỏ này cho em người nha. Em màu đỏ này nếu mà là nữ, nữ thì mặc xem khoảng từ là 60 cân quay đầu về. Nữ thì khoảng từ 60 cân đổ về, còn nam sẽ khoảng từ 60-65 cân. Nam từ 55-65 cân đổ về nhá. Còn nữ thì sẽ mặc xem khoảng từ là 55 cân 60 cân đổ về là em màu đỏ này được chưa? Em này bán mọi người về cái giá là 70.000, mã số em là 750. 750 70.000 cho em nhá. 750 này con này 70.000 cho em, chị nào lẽ là chốt đơn 750. Em còn nhiều màu đẹp lắm mọi người, cần màu gì bảo em nhá. Con này màu đen thì này, một em màu đen size M và con này còn nguyên tang mắc cái chị này. Nguyên tang mắc cho em là cái con màu đen rồi nhá, nguyên tang mắc luôn đây. Rồi em màu đen này đằng sau này phải có chữ này chị này. Đấy, đằng sau nó có chữ đẹp luôn. Rồi em này cho em một người nhá đây. Cái em này ạ, à, em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em đó là màu đen mặc cho em size M dưới 55 cân ạ. À. Mặc M tại vì là những cái này sẽ là có những cái form bé mọi người, nên mọi người mặc vừa người. Mặc vừa người cho em đằng sau có họa tiết nhá. Mặc size M là em này dưới 55 cân đổ về chị này. 55 cân quay đầu về các chị để em này nhá. Em này bán mọi người là 70.000, mã số là 302 mọi người nhá. 302 70.000 màu đen ạ. À. 302 này em này 70.000 màu đen. 70.000 màu đen mã 302. Một em màu gì đây để em xem mọi người thích màu gì ạ? Mọi người thích màu gì để em lên con này màu vàng đấy ạ. Lên một em màu vàng không bao giờ bị lỗi một đâu mọi người nha. Màu vàng chị này. Đấy mọi người ạ, mùa hè chỉ mặc phông mỹ thôi cho nó mát. Chị Vân Lưu. Các chị ạ. Mặc mùa hè mặc những cái tông này tại vì nó là cốt tông mặc cho nó mát. Em này mặc size M tiếp, con này là 55 cân 56 cân đổ về màu vàng các chị ơi đây. Đẹp chưa này đây. 55 cân nhá, 56 cân đổ về cái màu ấy sẽ màu vàng. Em bảo em này với cái giá ở đây là 80.000, mã số là 439 mọi người nha, đẹp chưa đấy chị này. Ok, mã 439 là em này,
80.000, chị nào lấy này chốt đơn, cô này cho em mã số em là 439, mọi người nha, màu vàng mà đấy. Màu vàng màu đẹp mà đúng không? 439 màu vàng size M. 70.000 con này luôn, mã 439. 439 lấy em đấy 70k, chị nào lấy chốt đơn 439 lấy con đấy cho em. Rồi tiếp theo có một em này nữa này. Có họa tiết cho em. Con này ở trên tag người ta ghi là size M, chị này đây. Trên tag nhá, người ta đang ghi con này là size M, mở con này phông rất là mềm luôn. Eo phông mềm mà nó còn co giãn nhẹ chị này. Phông mềm và co giãn nhẹ con này nhá. Em này mặc size M đẹp quá chị ơi, đây này. Co giãn thoải mái cho em một tí xíu mọi người nhá. Co giãn cho em con này luôn ạ. À. Con này mọi người sẽ mặc size của em, mọi người mặc M, mặc M. Size M là con này dưới 55 cân đổ về, thế này dưới 55 cân quay đầu về này em này. Và đây này về cái giá là 70.000, mã số là 110, đẹp chưa chị ơi? Màu này của em nhá. Rồi chị nào lấy được em này mọi người để lại con này cho em ạ. Mã số em này là mã số là 110 dưới 55 cân đổ về nhá. 110 55 cân đổ về này, con này mã 110 cho em nhá. Vậy là em Trần Duyên. Màu đỏ rượu vang chị này. Màu đỏ rượu vang này size M dưới 55 cân đổ về này con này. Eo thấy con này đẹp quá chị ơi. Màu đỏ rượu vang này size M dưới 55 cân đổ về này con này cho em nhá. 70.000 mã số là 698 ạ. 698 70.000 này con này cho em. Một em màu cam. Eo con màu cam này đẹp quá chị ơi. Con màu cam này trên tag người ta đang đánh là size L đấy. Màu cam này trên tag người ta đang đánh là size L này con này cho em một nhá. Ok, một em màu này sẽ là màu cam cà rốt cho em đây. Màu cam cà rốt, eo ơi con này thì mọi người đây. Đấy chị ơi, con này mọi người mặc con này. Này không có sweater đâu ạ. Ai bé rồi, mặc size S rồi. Mặc con này cho em chỉ khoảng từ 45 cân tối đa là 50-52 cân đổ về nhá. Dưới 52 cân đổ về mặc S lấy con này. Mặc size S lấy con này, màu em này sẽ màu cam mọi người nhá. Em này 70.000, mã số em này mã 445. Mã 445 này em này 70.000 cho em người nhá. 32 chị Vân Lưu. Size S lấy con này mã số 445. 445 nhá. Ok la, một em này đúng rồi này. Một em này nữa là con này là nam mặc được các chị ơi. Con này là nữ đi, tại vì cái phông này em thấy là cái phần vai hơi bé. Cái phần vai hơi bé này chỉ để cho nữ mặc thôi chị ạ. Để cho nữ mặc thôi nhá. Rồi em này, màu em này sẽ là màu xanh coban. Xanh kiểu xanh dương rồi, con này chưa gọi. Chưa gọi là màu xanh coban, con này màu xanh dương. Em này mặc size M đấy ạ, con này mặc cho em khoảng là từ 55 cân đổ về lấy con này, eo thì con này đẹp quá chị này. Đây đẹp chưa? Rồi con này mọi người mà màu xanh coban, con này màu xanh dương rộng với mọi người dưới 55 cân đổ về nhá. Dưới 55 cân đổ về là các chị mặc được em này rồi đúng không ạ? Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số em này là 746 chị ơi. Eo thể con này đẹp quá chị ơi. 746 đấy con này, 70.000 cho em nhá. 746 này 70k này con này. 70k mã 746 mọi người này con đấy nhá. Rồi tiếp theo có một em này, eo con này đẹp chưa? Ôi trời ơi con này đẹp quá. Trời ơi con này đẹp chưa mọi người này. Con này một em là cái gì đây? Con này size M. Một em này mọi người có thể mặc size M, màu này sẽ là màu nâu cà phê chị nhá. Đây, nâu cà phê cho em luôn, mọi người lấy ngay con này cho em đây. Cho các chị xem cái này của em này, eo đẹp chưa? Em này mọi người sẽ mặc size M này con này. Mặc size M này con này dưới, con này dưới 53 cân đổ về đã. 47 48 cân tối đa em này sẽ là 53 cân quay đầu về là các chị sẽ mặc được con này của em mọi người nhá. Rồi em bán con này về cái giá ở đây là 70.000, mã số là 431. 431 là em này 70.000 dưới 53 cân đổ về chị ơi. Cái màu này đẹp nào. Màu này quá đẹp luôn chị ơi, 431 70.000 cho em nhá. Rồi em có thêm một em, con này là một em hàng hiệu của Ông Nam Vi, con này áo nam. Con này là áo nam mọi người, con này là một em hàng hiệu của Âu Navy nhá, áo nam nhá chị ơi. Màu này màu mùi tiêu và áo em này sẽ là áo nam. Ok đây các chị ơi, áo nam này. Áo nam cho em mọi người nhá, một em hàng hiệu của Âu Navy. Mọi người ơi, con này là em thấy là cái phần là tay này hơi rộng. Thì con này thì mọi người sẽ mặc áo nam nhá. Nam thì mặc cho em khoảng từ 55-60 cân đổ về của nam ạ, đây. Áo nam hàng hiệu của Âu Navy ạ. 55 cân 60 cân đổ về là của nam áo này mọi người nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 396 ạ. 396 70.000 con này áo nam mọi người ơi. 55-60 cân của nam, 396-70k giúp em. 70k mã 396 mọi người nhá. Rồi con em này con này đẹp, ôi con này đẹp nhờ, con này áo nam rồi. Áo nam mà con này cho em người nhà nam này. Nam con này khoảng từ 65-70 cân của nam. Nào chị ơi. 396 chị Thúy Vũ. Size người ta ghi, đây là người ta ghi là size XL của nam mọi người mặc. 70-75 cân của nam nhá. 70 từ 65-75 cân của nam mọi người, con này áo nam nhá. Em mà em này với giá là 70.000, mã số em là 773. Dưới 75 cân của nam ạ, mã 773 cho em nhá. 70.000. 773 này con này 70. Ôi đẹp chưa đẹp mọi người, con này người ta ghi trên tắc là chắc là S rồi. Con này màu xanh cổ vịt cho em người này, đây. Màu xanh cổ vịt cho em người nha. Con này chắc là mọi người sẽ mặc size S rồi mọi người này. Mặc S rồi, con này hơi bé mọi người, con này mặc size S chuẩn luôn. Mà con này từ 45 cân tối đa là 52 cân quay đầu về, màu xanh cổ vịt trên này. Xanh cổ vịt cho em nhá. 45 cân tối đa là 52 cân quay đầu về để em này. Và đây này với cái giá là 70.000, mã số là 435. 435 70.000 nhá. 70.000 này, 435 cho em luôn. Nhớ đẹp nhỉ, màu đỏ đấy chị ơi, màu đỏ là cái màu mặc siêu nổi luôn. Con này đằng sau sẽ có họa tiết này. Được chưa ạ?
đằng sau em này sẽ có họa tiết cho em người nha, đây 773 chị Hà Thường. Con này cho em này. Em này sẽ để cho chị nào mặc size của em, một người mặc M dưới 55 cân đổ về là mặc đẹp. Ui màu đỏ chưa, đằng sau này có họa tiết cho em này size M em rồi nha. Rồi, các em mặc cho em là dưới 55 cân đổ về chị em này. 70.000, mã số em này là mã số là 532, size M dưới 55 cân đổ về nhá. 532 70.000 cho em. Một em tiếp theo 10 của con nào. Em ơi con màu đen này đẹp thế mọi người ơi. Con màu đen này người ta ghi đây là size M nhưng con này hơi bé, con này mặc size S thôi, không giấy. Con này phong rất là mềm luôn, 45 cân thôi ạ. Các chị mặc con này từ 45 cân, tối đa là 51 52 cân đổ về. 45 52 cân đổ về thì con này mọi người size S nha. Và đây là với cái giá 70.000, mã số là 594. 594 70.000 thì con này cho em luôn. Đẹp quá nhưng mà con này hơi bé mọi người ạ. Hơi bé một tí. Em ơi con màu đen này nhìn thế thôi nhưng mà nhìn này các chị này. Họa tiết 3D đằng sau và cả đằng trước cho em người nha. Họa tiết 3D đằng sau luôn và cả ở đằng trước cho em người nha. 3D này con này người ta ghi trên tắc là size L nhưng mà con này là của nữ mặc nhá. Màu đen áo của nữ cho em người đây. Con này em nghĩ là mọi người sẽ mặc size của em, mọi người mặc size M. Size M này em này mọi người. Size từ S đến M nhỏ. Thực ra con này em mặc 153 cân đổ về là đẹp nhất các chị nào. Đây này, đẹp chưa này. Rồi các chị ơi, 47 48 cân tối đa em này sẽ là 53 cân quay đổ về chị nhá. Dưới 53 cân này các chị mặc với em này. Em bán em này với giá là 70.000, mã số là 430. Con này đẹp quá chị ơi. Ôi chị ơi màu đen này, 430 70.000 size S. M nhỏ dưới 53 cân đổ về lấy con này mã 430. 430 này con này nha. Rồi em này nữa, con này là phong nam. Ồ con này nam, con này là nữ rồi. Cái màu này chỉ có cái form nó bé bé này chỉ có nữ mặc thôi nhá. Chỉ có nữ mặc thôi này chị ơi. Cái con này màu của em này sẽ là màu ghi đá chị ơi, ghi đá này. Ghi đá này mặc M dưới 55 cân. Nào đẹp chưa chị này? Ghi đá này đẹp chưa? Nào chị này. Size M này em này nhá. Rồi em này mặc cho em nó là tối đa là 55 cân quay đầu về để em này. 70.000 thôi, mã số em này là 446. 446 70.000 này con này. 446 đấy em này nhá, 70.000 cho em chị nào đấy, em này chốt đơn 446 nhá. Rồi tiếp theo một em này nữa này. Ui màu đỏ diễm hoa các chị ơi, con này đẹp quá. Ui các chị này. Đây này, hàng xịn luôn. Cho các chị một em màu đỏ diều vàng luôn ạ. Con này hàng của em này sẽ là hàng xịn cho em luôn. Con này nó sẽ có túi bạc kiểu dáng basic rất nhiều luôn, màu đỏ diều vàng các chị nha. Đỏ diều vàng cho em ở đây. Đỏ diều vàng nha. Nào chị nào lấy em này của em nào. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em rồi là size từ S đến M nhỏ 53 cân quay đầu về là các chị sẽ mặc được em này đây. Diều vàng này. Màu dễ vang này, 45 cân, 52, 53 cân quay đầu về các chị để em này nha. 70.000 thôi, mã số là 359 ạ. 359, 70.000. Từ 53 cân quay đầu về là vừa. Một em này nữa này, chưa con chị nào thích màu gì thì bảo em nhá. Ai thích màu gì mạnh dạn lên mọi người comment lên một người bạn eo con màu đen này. Chị tư chị Trần Duyên. Đẹp quá, size M rồi. Con này chắc chắn là size M cho em là màu đen. Một em màu đen con này phải là chắc chắn là size M này con này rồi. Đây để em một tí nha. Đây, cho các chị xem em này của em màu đen. 359 chị Lan Kim. M 55 cân đổ về chị lấy em này một em màu đen các chị ơi. Toàn bộ nó sẽ là có chữ đằng trước cho em mọi người nha. Rồi cái này mọi người sẽ mặc M đằng sau này. Đẹp quá. Mặc M nhá. Dưới 55 cân quay đầu về là các chị lấy em này. Em này bán mọi người về cái giá ở đây là 70.000, mã số là 654. 654 70.000. 130 chị Vân Lưu. 654 lấy em này 70.000 cho em mọi người nha. Đẹp quá, những cái màu này mọi người không lấy, mọi người còn lấy màu nào đúng không? Màu này không lấy còn lấy cái gì nữa? Em ơi chị ơi còn màu đen này của em này. Thì nó đanh nó đỉnh cực luôn, cái này toàn bộ của nó sẽ là in nổi lên áo mọi người nhá. In nổi lên áo đấy, con này xem con này mặc size S màu đen này. Mặc S màu đen thôi, 45 cân 50 51 cân đổ về. 45 50 51 cân đổ về này con này xem nhá. 70.000 thôi, mã số em này là 343 mặc S. 654 chị Lan Kim. 343 này con này mặc size S cho mọi người nhá. Ôi đẹp chưa mọi người đây. Một em màu xanh của bạn ố rồi. Size L đấy con này. Người ta ghi gần đây người ta size L in USA luôn. Phong mỹ xịn luôn. Một em này phong mỹ xịn luôn, các chị đẹp mặc con này ạ. Mặc con này mọi người sẽ mặc cho em đẹp nhất cho em. Ủa không, con này 57 cân đổ về. Eo ơi, 57 cân này mặc đẹp, con này thực luôn mọi người. Đây, ok là nhá mọi người nhá. Con này đằng sau này, đẹp cực luôn. 55 cân ạ, 57 cân quay đầu về các chị lấy em này xem các này. Con này các chị không lấy, các chị để em luôn. 70.000 thôi, mã số là 648, con đẹp nhở. Eo ơi, 57 cân đổ về. 70.000 này em này, chị nào lấy em này chốt đơn con này trên mã số em này 648, 70.000 màu xanh mọi người nhá. Con này gọi là màu xanh Cuban đấy mọi người. 748 con này. Đẹp luôn. Xanh than phải được em một tí mọi người. Xanh than đây đây, xanh than đây. Xanh than có một em đây mọi người. Xanh than trên tắc người ta kia là màu. Eo con vừa rồi em mặc đẹp quá chị ơi. Con này mặc vừa rồi em mặc đẹp quá luôn đấy. Ơ màu xanh than cho em này. Nhấn mạnh cho mọi người con này đẹp luôn. 55 cân đổ về xanh than. Size M. Ôi giời ơi size M đẹp quá. 48 chị Anh Nguyễn. Chị ơi. Dưới 55 cân đổ về lấy em này nhá. 70.000 em này thôi. Đây là con này trên mắt số là 333 xanh than 70.000. Xanh than size M 70.000 mã 333. 333 mọi người lấy con này cho em nhá.
Chị nào lấy comment cho em hạ 333 đi ạ. Đây. Nhiều chưa mọi người này. Nhiều màu đẹp em ơi, toàn những màu xanh là toàn là những con đẹp ấy mọi người. Cái này người ta ghi là M. Cái này người ta ghi là size, cái này size M. Nhưng mà cái màu xanh thì em thấy là mọi người ai cũng mặc được con này đây này. Đấy mọi người khoảng 2 đến 3, khoảng từ 5 6 cái về đủ nhau mặc không thân thích mọi người ạ. Mặc M dưới 55 cân này chị ơi. Đẹp, trước này đóng thùng vào mặc được hoặc là mọi người mặc thả suông nhá. Màu xanh size M 55 cân đủ về chị lấy em này. Em bán em này với cái giá ở đây là 70.000, mã số là 534 này. Quá đẹp con này luôn. 534 70.000. 534 này em lấy nhá, 70k này con này, 534 rồi nhá. Rồi một em màu đen này, yêu ơi, con màu đen này đẹp chưa? Màu đen này người ta ghi là S nhưng mà 100% là cốt tông cho em người nha. Con này trên tag người ta ghi size gì thì các chị đừng quan tâm nó làm gì cả. Mọi người chỉ quan tâm là người thực mặc thực là mặc đẹp là được nhá, mặc thực mặc đẹp là ok ra nhá. Mặc S lấy con này cho em rồi các chị ơi. 40-50 cân đổ về đã đây. Con này hơi bé, 45-50 cân này, con này mình nghe đẹp chưa này? Úi giời ơi, con này kiểu màu đen. Chị Bùi Thị Yến. Ok nhá, 45-50 cân đổ về chị lấy em này. Bán đây này về cái giá là 70.000, mã số là 710. 710 70.000. 710 này em này 70.000 nhá. Ờ, xanh than tiếp nhưng mà con này còn nguyên da mắt, con này bé lắm thôi nhá. Thì em mặc xem. Em mới tư sắc nên số điện thoại địa chỉ ạ. 4552 cân đổ về, 53 cân đổ về, dưới 53 cân nó là một em xanh than, nó là trơn này. Nhưng mà con này mới lắm, còn nguyên tác cái gì này. Nguyên tác ở đây cơ mà đúng không ạ? Từ con này từ 45 cân dưới 53 cân, dưới 53 cân quay đổ về này em này. 70.000, mã số là 482. 482 70.000 cho em luôn. Đấy lâu lâu rồi, cái lâu không biết có 70 không mọi người ạ. Em ơi thế luôn ấy mà nhìn 70.000 nhưng mà kiểu như nó như kiểu hàng mới luôn ấy. Ai nghĩ mọi người mua đây về mọi người ai nghĩ hàng mới nào? Đây có họa tiết đằng sau màu đen này. Ai nghĩ mọi người con này mọi người mua hàng thùng không? Tại vì là toàn hàng mới, giống như hàng mới đúng không? Con này mọi người sẽ mặc size M, con này dưới 55 cân đổ về eo màu đen này. Màu đen là cái màu mà mình gọi mặc gọn người nhất và kiểu nó sẽ che hết nhiều khuyết điểm của chị em mình luôn. Mặc M này hôm nay chị này, màu đen nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này. 70.000 thôi, mã số em này là mã số là 644 mọi người nhá. 644 con này, 70.000 cho em mã 644 này. 482 chị Hương Nguyễn. Đẹp chưa? Mọi người sẽ chị xanh than đúng không? Như xanh than đúng không? Để em kiếm xem còn có con nào màu xanh than. Nhưng mà trước khi lên màu xanh than em lên con này đã. Màu xanh đá. Ôi mày gọi là màu ghi. Màu xanh đá mới đúng con này. Giống như cái màu xanh đá mọi người đây. Con này đẹp này. Rồi con này mọi người sẽ mặc con này cho em khoảng từ là size S, size M nhỏ nhá con này. Thì mọi người mặc con này từ 45 cân tối là 53 cân đổ về chị này. Đẹp chưa đây? 45 cân. Màu trắng thì hơi ít đấy chị ơi. 45-53 cân đổ về các chị lấy em này. Em này bán mọi người 70.000, mã số là 452. 452 70.000. Màu trắng thì hiện tại phải gọi là nó phải là cái lô riêng mọi người ạ, tại vì là màu trắng không để giặt được với màu, giặt với lại để mà ghép với cái phông màu này nó sẽ bị ốc màu mất. Nên là màu trắng bình thường là nhà em sẽ bán hàng một kiện riêng hoặc là một là bộ live riêng về màu trắng, này là màu trắng nó không có, hầu như không có. Nếu mà chị thích là màu sáng thì chị có thể thay bằng màu trắng thì lấy màu ghi đá, lấy màu ghi cho nó đẹp. Có em mọi người mặc size M xem này, có này là một em màu tím nhau, màu tím mặc cũng sang lắm nha, màu tím mặc cực kỳ gọi là sáng da luôn đấy. Size M, M này con này dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Em này bán mọi người 70.000, mã số 621. Đẹp chưa này, màu tím đây. 621 lấy con này 70.000 cho em người nhá. 70.000 này, mã số 621. Ok mọi người nhá. Em ơi màu này, thay vào màu trắng mọi người có thể lấy những con màu xám này, con màu xám này của Nam. Các chị ơi, con này là áo Nam nhá. Nam mặc cho em con này là từ 70-75 cân đổ về của Nam. Ok là áo Nam chị này. 621 cho chị Thị Nguyễn. Áo Nam nhá. Áo Nam nhá. 70-75 cân của Nam là con này. Và đây là với cái giá 60.000 à 70.000, mã số là 575. 575 70.000 áo Nam nhá. 70-75 cân của Nam là mặc đẹp áo này, được chưa? Và đây này với cái giá là 70.000, mã số em này sẽ là mã số là 575. 575 70.000 cho em luôn, đó là áo Nam rồi nhá. Áo Nam nhá. Ô có màu này đẹp này. Ôi chị ơi màu này đẹp quá. Nhưng mà con này vẫn là để cho con này để Nam mặc đi ạ. Nam mặc cho em con này khoảng từ là 70. Con này mặc cho em khoảng từ đấy em xem nào. Con này mặc size của em này là áo Nam mọi người nhá. Con này size Nam này. Size Nam mặc size L con này khoảng từ là 72 cân đổ về của Nam nhá. 65-72 cân của Nam mọi người này. Đây áo Nam này. Size M của Nam. Size M của Nam mọi người nhá. Rồi ai lấy được em này để lại con này 70.000 thôi. Mã số em là 771. Mã 771 70.000 áo Nam nhá. Size M của Nam nhá. 771 này em lấy 70.000 cho em luôn, nó là một em áo Nam. Ôi nhớ con đẹp chưa chị này. Rồi nhá, lên mọi người cái con này đi ạ. Cái màu này đẹp chưa? Màu xám và nó là phối hai tay màu đỏ. Màu xám cho em nhá. Phối hai cái tay màu đỏ cho các chị luôn đây. Các chị có thể mua này của em nhá. Rồi con này mặc cho em khoảng từ là thế nào? Size S, size M của nữ nhá. Con này mặc một chút chị Lan Kim. 4748 53 cân đổ về của nữ nha. Ôi con này đóng thùng mà mặc đẹp luôn chị này. Rồi nhá, dưới 53 cân đổ về của nữ một người đấy con này nhá. Và đây là về cái giá ở đây là 70.000, mã số là 686. 686 70.000. 686 70k này con này cho em nhá. Rồi các chị ơi còn nhiều con đẹp lắm yêu ơi.
Nào con này mọi người không lấy mọi người bảo em màu xanh than nha. Màu xanh than mọi người nha. Con này các chị không lấy mọi người để em luôn, để ngay và luôn luôn. Cái màu này nó phối màu hồng, em yêu thích màu hồng, có màu hồng là thích luôn. Mặc mờ này con này. Ok con này là mọi người mặc cho em đẹp nhất, cho em là dưới 56 cân đổ về con này cho em nhá đây. Các chị ơi xanh than này đây. 86 chị Lan Kim. 55 cân, 56 cân quay đầu về nhá, 56 cân đổ về là mặc đẹp nha. Em này bán mọi người về giá là 70.000, mã số là 493. 493 70.000 con này là màu xanh than các chị ơi. 70.000 này em này mặc 493. Ok nhá, màu vàng. Em ơi rất ít khi em làm màu vàng luôn, có màu vàng đẹp chưa này. Ờ, màu vàng chắc là con này chỉ có nữ mặc thôi. Đằng sau họa tiết của nó lại đẹp chưa? Màu vàng cho em một cái vàng tươi luôn, những cái màu vàng này mặc siêu nổi. Và mùa hè những con mày màu vàng này mặc nổi cực kỳ luôn chị ơi. Đây. Đó chị nhìn em này của em nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em size M rồi. M là 50. Chị Thúy Vũ. Các chị ơi 56 cân đổ về, 56 57 cân đổ về nhá. M và L nhỏ cứ dưới 57 cân đổ về là mặc con này của nữ nhá. Em bán em này về cái giá là 70.000 mã số là 505. Em sẽ tư vấn mọi người mặc rộng vừa phải nhá. 505 70.000 dưới 57 cân. Em cao 1m6 và 55 cân đổ về đấy, mọi người có thể nhìn theo người em và mọi người ưỡn nhá. Ê ơi xanh than này, con này là phải gọi là phông siêu đẹp luôn các chị ơi, phông mềm. Con này là như kiểu phông giấy nó còn nguyên tác này. Mới chưa? Màu xanh than mà con này còn còn nguyên tác, mọi người lấy con này cho em nhá. Nguyên tác mắc nha mọi người ơi. Này, con này cho mọi người là còn nguyên tác mắc size M luôn, dưới 55 cân là vừa hợp lý chị này. Size M dưới 55 cân đổ về xanh than nhờ phong đến nó mềm lắm. Nó mềm như bún lắm mọi người. Mặc M đấy con này cho em lại đây. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Em bán em này về cái giá ở đây đó là 70.000, mã số là 520. 520 size M 70.000 nhá. Nào một con màu đỏ trơn. Eo ơi cái gì nhỉ? Không có họa tiết gì luôn, nó là một em màu đỏ trơn này. Một em màu đỏ trơn cho em người nha. Nào, thì đào lấy màu đỏ của em này. Màu đỏ mặc nhỏ nó không phải là kiểu đỏ quá chói đâu. Nó sẽ thiên về màu đỏ đô nhiều hơn mọi người nha. Em màu đỏ này vẫn size M dưới 55 cân. Màu đỏ mặc trắng da lắm chị ơi, màu đỏ mặc cực kỳ trắng da luôn. Mặc M này con này nè, dưới 55 cân này đẹp chưa chị ơi. Dưới 55 cân đổ về để em này 70.000 thôi, mã số em này là 51571. 571 cho chị Tiên hay 571 70.000. Cái cần này là chút lên rồi. 571 70k cho em nhá. Nào một em màu cam cũng rồi, màu cam mặc cho nổi chị ơi, màu cam cà rốt nhá. Cho các chị một em màu này nữa, màu này sẽ là màu cam cà rốt cho em đây. Cam cà rốt cho em một người nhá đây. Rồi. Chị không thở được. Rồi một em màu này nữa mọi người nhá. Em này màu em này sẽ là màu cam cà rốt. Dưới 57 cân quay đầu về lấy con này đẹp. Cam đẹp quá trời. Đâu cam đẹp ở đây này. 55 cân 57 cân quay đầu về các chị lấy em này. Em này bán mọi người về giá là 70.000, mã số là 774. 774 70.000 này con này nhá. 774 này con này 70k này, con này màu cam cà rốt cho em luôn. Đẹp nhỉ, không có gì phải chê luôn. Rồi một em ui. Cái tờ có màu đen này đẹp quá. Có màu đen này để em xem em có mặc vừa không. Mặc vừa con này là không bán luôn mọi người nhá, khung có bán luôn. Màu đen này mọi người mặc size S rồi, bé rồi, 50 cân quay đầu về xem ạ. Bé rồi mọi người đã đen. Size S rồi bé rồi. Các em chỉ mặc xem khoảng dù là 50 cân đổ về thôi nha, bé không mặc nhá. 45 50 cân đổ về để em này 70.000, mã số là 395. 395 70.000 con này cho em. Nó bé chứ ạ, nó bé. Nhưng mà bé thôi nhé, bỏ qua nhé, chị nào mà mặc được thì mọi người lấy nhá. 50 cân quay đầu về thôi là cái con đấy mặc vừa size S. Vậy đằng sau này chị này, màu ghi đá nhá. Con này phải gọi là màu ghi. Màu ghi lấy con này cho em các chị này. Một em màu ghi cho em, con này mọi người sẽ mặc size S. Bé rồi, 45 cân 50, dưới 50 51 cân đổ về size bé, size S. Mọi người con này, ok là cần mặc S nhá. Mặc size S, mọi người lấy con này cho em người mặc S nhá. Rồi bán đây này về cái giá ở đây là 70.000, mã số là 753. 753 70.000 con này mặc size S rồi các chị ơi, mặc S rồi bé quá. Mặc S này con này rồi, 753 này con này mặc size S cho em mọi người nha. Em mặc ui, nhìn con cú gì đẹp. Ui, chị ơi, nhìn này. Yêu, đẹp chưa con này nhá. Con này là một em màu xanh than, con này chắc là mặc size S rồi. Nó bé rồi. Size bé rồi, mặc S rồi đây chị này. Đằng sau có hình con cú mèo đẹp chưa. Con này mọi người mặc đẹp nhất cho em, dưới 53 cân đổ về. 45 cân, 53 cân quay đầu về là con này màu đẹp chưa chị này. Đấy, nhìn con này đẹp chưa, màu xanh than nhá. Em bán con này về cái giá ở đây là 70.000 luôn. 70.000 mã số em này sẽ là mã số là 696. 696 70.000. 4553 cân quay đầu về để con này nha. Mã 696 70.000 luôn. Đẹp quá chị ơi. Cái con này nó hơi bé nè, thôi em không mặc. Còn những con to to thì mặc, con này là bé này. Con này là bé mọi người này, con này vẫn bé này. Con này mặc xem từ 4552 cân size S và M nhỏ dưới 52 cân. 45 cân 52 cân đổ về để con này màu xanh. Màu xanh dương của nha, xanh dương này con này. Em bán em này với cái giá là 70.000 mã số là 591. 591 70.000 lấy con này. Nó đẹp nhưng nó hơi bé một tí các chị nha. Một em hàng hiệu của Âu Navy, em chỉ thích làm hàng hiệu chị này. Một em này chị này. Một em hàng hiệu của Âu Navy nhá. Áo 555 cân em có chị ơi, có ạ. Có. 696 chị Thủy Nguyễn. Cho chị cái ghế vừa không?
Còn mà size M, một em cổ tim hàng hiệu của Onavi 5556 cân đổ về nhá. Hàng hiệu Onavi mọi người nhìn chất vải phát mọi người biết ngay. Được chưa? 55 cân 56 cân đổ về là một em màu đen. Em này là một em hàng hiệu của Onavi mọi người nhá. Em mặc em này về cái giá ở đây là 70.000, mã số là 308. 308 70.000. Có áo 55 cân em. 308 70.000 đầy chị ơi đầy. Áo nam bao nhiêu cân thì không có. Áo nam bao nhiêu cân thì em không biết, nhưng mà riêng 55 cân em nhiều lắm các bạn. Riêng 55 cân em rất nhiều luôn. Rất nhiều 55 cân luôn, mọi người cứ đợi đi xem đi nhá. Xem mà vừa được con này mọi người lấy nhá. Vừa con nào mọi người lấy nhá. Rồi một em này nó màu đỏ, trên này con này phong rất mềm luôn. 308 chị Bùi Thị Yến. Các chị ơi, phong siêu mềm con này luôn mọi người nha đây ạ. Con này sẽ để dành cho chị là mặc xem size của em mặc M và L. Em này mọi người mặc xem dưới 57 cân đổ về nhá, là màu đỏ chị này, màu đỏ đây. Cái phong mềm nó co giãn. Cái phong mềm mà nó còn co giãn cơ, nhưng mà mặc đẹp nhất cho em là từ 55 cân, 57, 58 cân đổ về, 55, 58 cân nhá. Em này 70.000, mã số là 542. 542 70.000. Quá phong mỏng nặng giấy. Đấy, vừa con màu đỏ vừa qua phong mỏng nặng giấy luôn. Em này một em màu ghi đá này. Màu ghi đá cho em một nhá đây, cho các chị nhìn con này của em luôn. Một em này màu ghi đá cho em, con này mặc cho em là size M. Con này mặc đẹp nhất cho em đó là dưới á. Ôi con này mọi người thoải mái dưới 60 cân được, chị này đây 55 60 cân nhá. Rồi size từ M đến L, từ 55 60 cân đổ về 70.000, mã số là 460. 460 70.000. Đấy, ai lấy màu này được thì lấy này chị, 460 70.000. Đây này, con này là phong nam. Phong nam mọi người nhá. Phong nam nhá, con này phong nam, con này phải là mặc nam nhá, tại vì cái con này phong to. Phong to ở đây có này, cái phong này của em này màu xanh cô ban, con này mặc nam. Mặc nam đấy ạ. Mặc nam này con này nhá, thực ra là nam với nữ để mặc được. Nam nữ để mặc được này mới làm, nếu là nữ, nếu là nữ thì mọi người mặc cho em khoảng dưới 60 cân. Nam thì mặc cho em khoảng độ là từ 55 60 cân của nam và dưới 60 cân của nữ luôn. Cũng dưới 60 cân của nữ con này luôn. Con này mặc đẹp này. Em ơi mà màu gì đẹp quá, 60 cân của nữ quay đầu về mặc đẹp. Em này bán 70.000, mã số em này là 766. 766 70.000 nhá. Quay đẹp quá, cái màu nó đẹp cực luôn mọi người, màu đỏ. Màu à, màu xanh, xanh cô ban. Và gọi là có thể là màu xanh của bạn. Một em hàng hiệu của Champion mọi người đây. Một em hàng hiệu. Con này một em hàng hiệu, con này là hàng hiệu của Champion mọi người nhá. Champion mọi người mặc con này cho em khoảng là dưới 52 cân đổ về, 53 cân đổ về, 47, 48 cân, 52, 53 cân quay đầu về, một em hàng hiệu của Cham nhá. Và đây này về cái giá là 70.000, mã số em này là 720. 720 này con màu đen này 70.000 cho em, mã số là 720 cho em nhá. 720 này con này 70.000 cho em. Rồi một em màu tím mọi người. Và rồi màu tím từ đầu like đến bây giờ mọi người đã lấy được con màu tím ra chưa? 460 Phương Thảo. Từ đầu like đến bây giờ mọi người đã lấy được con màu tím nào của em chưa? Các em mọi người sẽ mặc size M đẹp quá, con này 57 cân đổ về màu đẹp. Đây chị này, màu tím nếp cẩm luôn. Mà con này cho em từ 55 cân 57 cân. 55 cân 57 cân quay đầu về này em này. 70.000 em này, mã số là 339 ạ. 339 này em này 70.000 nhá. 339 này em này 70.000 nhá mọi người, con màu tím này. Màu tím cho em nhá. Rồi tiếp theo em có màu vàng ạ. Màu vàng cho em mọi người có lấy màu vàng ạ. Ai lấy màu vàng thì lấy nốt này chị ơi. Hết vàng nhá. Nốt con này là nó chỉ ở dẫn ở bên dưới này khoảng tầm. Ở tầm 1 2 em vàng nữa thôi. Em vàng này mặc cho em mọi người khoảng từ là 53 cân đổ về, chị này 45 53 cân đổ về nhá, tại vì em thấy 55 cân vàng hơi chật đấy mọi người. 45 cân này, tối đa là 53 cân quay đầu về, dưới 53 cân quay đầu về thì em này bán 70.000, mã số em là 751. 751 70.000 cho em. Màu vàng mọi người. Màu vàng nhá, 751 lại con này 70k thôi em. 70.000 nhá. Rồi chị nào còn lấy màu đỏ trơn thì bảo nhá, còn có nhiều màu lắm mọi người. Ví dụ như con này màu ghi đá này. Màu ghi đá. Con này chỉ mặc xem khoảng là 53 cân đổ về, chị đẹp ra đây. Đóng thùng vàng là mặc xinh luôn. Rồi 47, 48 dưới 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu về để con này cho em nhá. Em này 70.000, mã số là 555. 555 màu ghi đá 70.000 cho em. 555 70.000 cho em người này, con này màu em này sẽ màu ghi đá cho em nhá. Còn chị nào hóng màu cam thì em còn màu cam mọi người ạ. Con này size to này, con này là áo quần nam. Nam mọi người nhá, con này phải từ 75 80 cân của nam, size LXL. Mặc LXL của nam có thể là 75 80 cân nhá, con này size to này. 75 con này là 78 75 80 cân của nam, dưới 80 82 cân của nam mọi người nhá. Em bán em này với giá là 70.000, mã số là 781. 781 áo nam mọi người nhá, 781 áo nam, khoảng từ 80 cân 82 cân của nam đổ về sẽ vừa em này được chưa? Size LXL của nam nhá. Rồi 70.000 thôi, mã số là 781, con này size to thì này. 781 của nam mọi người nhá. 781 này em đấy là của nam nhá. Em có cái màu này đẹp quá trời này, con này giấu quần nhá. Một em này nữa, con này sẽ mặc kiểu dáng là giấu quần cho em người như này. Đây,
Các chị nhìn con dấu quần này con có họa tiết đẹp chưa? Một em dấu quần này có họa tiết đẹp chưa chị ơi? Đây, con dấu quần này chị mặc xem size M dưới 55 cân đổ về cho mọi người nha. Rồi mặc size M đấy ạ, con này mặc cho em dưới 55 cân chị này. Mà con này kiểu dáng của em này sẽ là kiểu dáng mặc dấu quần cho em người nha. Kiểu dáng làm sao mặc dấu quần này con này, size M là em này dưới 55 cân đổ về để em này nha. Em bán em này với giá là 70.000 mà số là 888 đấy em chị này. 888 mọi người này con này, 70.000 là em này ạ, chị nào lấy em này chốt đơn cho em mã số em này 888. 888 70.000 mọi người nha. 888 đấy em lấy 70.000 cho em, chị nào lấy chốt đơn 888 này đây. Con nhiều con đẹp mà, con màu xanh nhiều, con màu xanh được luôn, đẹp được luôn. Quên chị nào cứ cần này con gì mọi người cứ bảo em thì em sẽ lên được mọi người luôn nhá. Đây, con màu này đẹp chị này đây. Một em màu này siêu đẹp cho mọi người luôn, cho mọi người xem con này của em mọi người nhá. Đây, cho mọi người xem con này của em luôn mọi người, cái em này ạ. À, em này sẽ để dành cho chị nào mặc M. Từ M đến L, thực ra con này mềm quá chị ơi. Vải mềm mỏng cực kỳ luôn. Vải rất là mềm cho em luôn, size M, con này 57 cân, 57 cân đổ về nhá. Vải con này mềm lắm này mọi người ơi. Các chị ơi, vải con này siêu mềm luôn. 55 cân, 57 cân quay đầu về nhá. Là các chị này em này, em bán em này về cái giá ở đây được là bao nhiêu? À, 70.000, mã số em này là mã số là 787. 787, 70.000 cho em nhá. 787 là em này 70.000. Màu đen cho em. Một em màu đen cho em người nhá. Màu đen này, em có màu đen này chưa chị ơi này. Một em màu đen này cho em nhá. Con này cổ tròn mà có túi này. Cổ tròn có túi này size M. Mặc M này, con này mặc đẹp mọi người nhá. Mặc con này dưới 55 cân đổ về này. Con này con này size M các chị này. Em có cái túi. Có túi mọi người nhá này. Size M này con này dưới 55 cân đổ về các chị này em này nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 690. 690 màu đen 70.000. 690 đen 70k này con này. Rồi một em này nữa chị này. Ôi cái con này nó sẽ có kiểu là kẻ kẻ chị này. Kẻ này, con này một em phong rất là đẹp luôn. Này. Một em phông này cực kỳ đẹp con này luôn mọi người nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc size của em hoặc mặc M. Mặc M này con này dưới 55 cân đổ về. Ui đẹp quá chị ơi này. Nó cute dã mà. Nó có dáng kiểu kẻ kẻ size M. 55 cân đổ về này em này cho em nhá. 70.000 mã số là 800 con này. Mã 800 70.000 nhá. Mã 800 này em này 70.000 cho em. 70.000 mã 800. Sao chị không chị Thu Hồng? Em có một em màu ghi đá nhưng con này size bé, con này mặc S 45 50 cân 51 cân đổ về. 45 50 52 cân đổ về nhá, dưới 52 cân sẽ vừa em này. Dưới 52 cân đổ về sẽ vừa em này nhá. 70.000 em này, chốt đơn con này cho em mã số em là 637. 637 70.000 là con này cho em rồi nhá. Ui cái màu này đẹp cực luôn mọi người này. Cho mọi người nhìn cái màu này của em. Cái màu này con này các chị không lấy các chị để em luôn. Thêu nổi 100% một chữ đằng trước nhá. Thêu nổi 100% cho em mọi người nhá. Màu này sẽ là gì ạ? Màu này sẽ là màu xanh cổ vịt mọi người nhá. Ok là nào các chị ơi, màu xanh cổ vịt trên đây ạ. Một em này nữa màu xanh của vì nhá. Em này size của em này mọi người sẽ mặc cho em size M dưới 55 cân đổ về. Em ơi đẹp lắm chị ơi. Dưới 55 cân đổ về màu xanh của vì cho em nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000 mã số là 311 cho em người nhá. 311 70.000. 311 là em này 70.000 cho em. Em bảo rồi những con này mọi người không lấy thì mọi người phí luôn. Đây này, theo nổi này 311 nhá. Màu xanh than nhá mọi người ơi, xanh than cho em này. Con này phong của em này như kiểu phong giấy luôn em ơi. Mềm ơi mềm con này luôn mọi người này, mềm cực kỳ luôn. Con này phong giấy mà màu này của em này sẽ là màu xanh than mọi người nhá. Eo thề luôn con này. Quá mềm con này luôn. Mặc M ạ, con này dưới 55 cân đổ về này. Con này xem mọi người nhá này. Chữ trước của nó này mềm lắm, màu xanh than mọi người nhá. Dưới 55 cân đổ về. Em bán em này với cái giá ở đây là 70.000, mã số là 786. 786 70.000, size M. Nhiều con đẹp mà em phải gọi là nhiều con phải là tâm huyết dã man luôn, tại vì nhiều con em phải đầu tư dã man luôn. Eo ơi con này đẹp chưa đấy chị này. Con này mọi người không lấy lại mọi người lại để em mất rồi. Màu xanh than có họa tiết 3D mọi người nhá. Xanh than họa tiết 3D cho em con mặc M. Nào chị ơi, dưới 55 cân đổ về tiếp con này cho em người nhá đây. Cái này đây, xanh than ạ. Dưới 55 cân đổ về tiếp em này. Bán em này với cái giá là 70.000, mã số em là 440. 440 để con này 70.000 nhá. Xanh than mà mọi người đây. Xanh than mà chị nào lấy em này nào. Ui đẹp quá, con này tí mọi người không lấy mọi người để em nhá. Tí không lấy mọi người để em. Mã 440 70.000 con này. Đẹp quá, trời ơi cái con màu xanh than này kiểu. Những con nào mà có họa tiết 3D này các chị nên lấy ngay, tại vì là những cái họa tiết 3D nó in nó kỳ công lắm mọi người. In nó kỳ công lắm luôn đấy này này. Tiếp theo một em màu ghi đá mọi người nhá. Một em này nữa này, màu này số em này sẽ là màu ghi đá xem size M. Ghi đá này mặc M dưới 55 cân đổ về tiếp chị ơi. Rồi, dưới 55 cân đổ về tiếp nhá. Mọi người sẽ lấy cái con màu ghi đá này của em này. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 660. 660 70.000. 660 để em này 70.000 cho em màu ghi đá xem mọi người nhá. Con này là áo nam các chị này, áo nam. Áo nam sẽ mặc con này khoảng từ là độ khoảng từ là 70 cân 75 cân của nam. 70 75 cân của nam này, con này cho em nhá màu ghi đá chị này. Màu ghi nhưng mà con này sẽ là để cho nam mặc cho 70 75 cân của nam. 70 75 cân của nam mọi người nhá. 70.000 thôi, mã số là 384. 384 70.000 con này của nam nhá. Màu xanh này đẹp này chị này, màu xanh dương. Xanh dương, xanh dương.
Xanh dương này mặc size S, mặc từ 47, 48 dưới 53 cân. Mặc size S này con này này trời. Rồi dưới 53 cân đổ về này con này mặc S mọi người nhá. Con này là một em xanh dương này mặc S. Mặc S. Chị đi ạ. 70.000 mã số là 617 size S là M. 617 70.000 size S nào. Con này khoảng từ là 52 cân, 53, 52 cân đổ về là đẹp. Chị nào cần form to thì bảo em nhá. Ai cần form to thì em vẫn có nhá. Màu cam eo có màu cam này dưới 55 cân đổ về. Nào một em màu cam còn nguyên tang mắc con này dưới 55 cân đổ về là em màu cam mọi người nhá. 55 cân đổ về là con màu cam này giúp em này. Em bán em này với giá là 70.000. 70.000 mã số là 779. 779 lấy con này 70.000 xem mọi người nhá. Ơi xanh than này nhiều con đẹp chưa? Các chị nhìn đằng sau của em con xanh than này của em đi. Em xanh than này mặc cho em thoải mái mọi người nhá. Con này ở đây người ta ghi là size S, con này mọi người mặc cho em khoảng là 52 cân đổ về, 53 cân đổ về, 45 cân, 53 cân đổ về chị nhỉ. Họa tiết đằng sau sẽ là hoa hoa 100 gram. 52 53 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Em này bán 70.000 thôi. Mã số là 518. 518 70.000 dưới 53 cân quay đầu về này 518. Ôi các chị nhìn này đẹp chưa? Một em màu xanh coban size M dưới 55 cân đổ về. Ôi rồi mặc dấu quần quay đẹp kỳ đỉnh luôn. Nó còn chữ vàng siêu nổi luôn mọi người nha. Đây, size M này. Rồi các chị ơi, con này mọi người mặc này. Dưới 55 cân đổ về là các chị mặc em này của em nhá. Em bán em này với giá là 70.000 thôi, mã số 6. Nào chị nào lấy con này của em nhỉ? Yêu ơi, thế con này đẹp quá chị ơi này. 70.000 thôi, chị nào lấy em này chốt đơn con này cho em mã số là 6 nhá. 6 dưới 55 cân đổ về 70.000 mã 6, đẹp chưa? Mã 6 của em đẹp chưa mọi người? Một em này nữa màu đen cho mọi người này, màu đen. Màu đen này sẽ để dành cho chị nào mặc size dưới 57 cân đổ về là mặc ok la. Đây dấu quần cho em mọi người đây. Rồi 55 cân 57 cân đổ về lại con màu đen này của em nhá, mặc kiểu dáng rộng đẹp chưa này. 57 cân đổ về lại con này. Bán đây là về cái giá là 70.000, mã số em này mã số là 661 70.000 nhá. 661 là em này 70.000 cho em luôn, đẹp chưa? Cái con màu này mọi người bỏ qua nhưng còn không biết là mọi người thích con gì luôn. Đấy chị này, nguyên tang mắc siêu mới. Nguyên tang mắc con này siêu mới luôn, dưới 55 cân đổ về các chị em này. Size M chuẩn đấy mọi người nha. Mặc M chuẩn lại con này dưới 55 cân quay đầu về đó. Chị ơi, 55 cân đổ về nào. Bán đây là về kè giá là 70.000, mã số là 8581 cho em luôn. Con này không đẹp không lấy tiền mọi người nha. 581 là con này 70.000 cho em luôn, size M. Chị Anh Nguyễn. Đẹp quá mọi người đây. Rồi tiếp theo em có thêm một em này nữa mọi người. Cái màu này ạ, cái màu này con này phông mềm nhá mọi người nha. Phông siêu mềm luôn, màu ghi đá nào. Chị nào lấy em màu ghi đá mà kiểu không hạt tiết thì lấy con này cho em mọi người nha. Đây. Các con này mặc từ M đến L mọi người vẫn mặc được ấy, để em xem nào. Con này co giãn thoải mái nhá, con này thoải mái 60 cân. Được gạ các chị ơi này, được gạ 55 cân 60 cân này. Đây chị ơi, mặc đẹp chưa? Co giãn thoải mái. 55 60 cân quay đầu về nhá. 70.000 mã số em này là mã 331 70.000 cho em. 331 để em này 70k cho em người nhá. Rồi em có thêm một em này chị này. Phương Thảo. Cho mọi người xem con này của em size M dưới 55 cân. Eo ơi thế luôn chị này. Cổ kiếp của nó là đằng sau nó phối này. Đằng sau nó phối rất là đẹp mọi người nha. Size M. Size M là em này 55 cân, 56 cân. 55 cân, 56 cân đủ với các chị lấy em này nha. 70.000 mã số là 640. 70.000 này, em này mã số 640 size M. 331 chị Lục Thị Đào. Màu ghi cho em người, con này màu ghi cho các chị xem màu ghi để của em nha đây. Rồi ôi đẹp chưa? Em màu ghi thì mọi người sẽ mặc cho em con này là dưới 55 cân, 56, dưới 57 cân. Quá đẹp, size M và L nhỏ. Rồi mọi người nhá, con này mặc cho em đẹp nhất này, dưới 57 cân đổ về là cái em màu ghi này. Em này bán mọi người về cái giá là 70.000, mã số là 972, đẹp quá chị này. 972 này con này nhá, 972 rồi, đẹp quá, 70.000 thôi. 70.000 mã 972 cho em luôn. Con màu ghi tiếp mọi người này đây. Một em màu ghi đá tiếp mọi người nhá. Con này mặc size M eo đẹp quá. Con này mặc cho em dưới 53 cân đổ về. S và M nhỏ. 47 48 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy em này nhá. 70.000 mã số là 987. 972 chị Anh Nguyễn. 987 70.000. Màu vàng, màu vàng, màu vàng này mặc mà L eo màu vàng này có họa tiết này chị này. 40 cho chị ạ. Đây, màu vàng cho em mọi người nhá. Con màu vàng này xem nào. Màu vàng này mọi người phải mặc cho em dưới 60 cân. 55 60 cân đổ về màu vàng. Con này xong to này eo đẹp quá chị đây. Rồi ạ, 55 cân, 60 cân đổ về các giá size M và L. Em bán đây này về cái giá là 70.000, mã số là 859. 859, 70.000. 859, 70.000 cho em. Đây, ô đẹp chưa mọi người này, ghi đá tiếp nha. Màu ghi tiếp cho mọi người nha, cho mọi người xem những cái giá này của em này. Xem là hôm nay mọi người săn được nhiều không nha. 60 cân quay đầu về lấy con này từ 55, 60 cân đây này. Em ơi chị nhìn này, mặc dấu quần đẹp chưa? Rồi, size M và L từ 55, 60 cân đổ về này em này. 70.000 em này, mã số là 191. 191, 70.000 lấy con này cho em. 191 này em này 70k xem nhá. 70.000 mã 191 con đấy. Và những con đẹp cơ mọi người ơi, đây này. Nhiều con màu đẹp quá, em dơ lên dần dần nhá.
nhiều con đẹp quá nên là sẽ lên dần dần vào các chị nha. Con này đẹp này, màu xanh của bạn nhỉ? Thề, các chị nhìn con đẹp của em này đấy, họa tiết 3D luôn. Họa tiết 3D con này luôn, mà con này cho em khoảng tầm là từ 57-55 cân đổ về còn nguyên tang mắc mới, mới rất mới con này luôn. 55 cân này, 57 cân quay đầu về các chị lấy em này nha, dưới 57 cân đổ về. Rồi em bán em này với cái giá là 70.000, mã số là 603. 603 70.000 lấy con này cho em nha. 603 70.000 em ơi, màu xanh than thì này. Xanh than con này là chất của nó rất là mềm luôn. Mọi người em bảo rồi, những con này mà em bảo là chất mềm mọi người nên lấy ngay. Tại vì là những con chất mềm này của em toàn là những con co giãn được thôi, size M nhá. Mặc M này. Mặc M dưới 55 cân đổ về chị này. Đây này, xanh than. Em có size M. Ok la con này nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này. 70.000 thôi, mã số em này là 327. 327 là con này 70.000 cho em người nhá. Đẹp quá chị ơi. 327 là con này 70.000 cho em luôn, được chưa? Xanh lá các chị ơi, một em màu xanh lá. Ê ơi xanh lá này đẹp nhưng mà nó bé lắm, size S ạ. 4552 cân đổ về này con này, được chưa ạ? Đây chị ơi xanh lá, đẹp xuất sắc luôn. Dưới 52 cân đổ về đó mọi người nhá. 4552 cân màu xanh lá. 70.000 mã số em này là 713. 713 màu xanh lá 70.000 cho em này. 713 70.000. Ê ơi con màu này cũng đẹp quá chị này, cho các chị xem màu nâu này. Nâu này của nó sẽ là như kiểu nâu cà phê mọi người đây. Cho mọi người xem con này của em mọi người nhá đây. Cái màu này nè, nâu của em này sẽ là như kiểu là nâu cà phê cho em nhé, size M chị ơi. Mặc size M này, con này mặc cho em tối đa là 55 cân đổ về eo với chị này. Nhìn gọn người không, màu nâu này nhìn gọn người không, có họa tiết chữ nha. Rồi, dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này. Em này bán mọi người là 70.000, mã số là 355. 355 này có này 70.000 nhá. 355 70.000 cho em luôn. Rồi một em này nó lại, ôi dồi đẹp chưa, con này phải từ 55. Con này là một em áo, con này là phong nam mấy chị này. Nam thú thì mặc được hết, nữ thì khoảng từ dưới 60 cân đổ về nữ thôi nhá. Con này mặc nữ tại vì màu này để cho nữ đi, 55-60 cân size M và L. Dưới 60 cân quay đầu về mặc dấu quần cho em nhá. Và đây này về cái giá là 70.000. Mã của em này sẽ là mã số là 448. 448 70.000 dưới 60 cân đổ về nhá. 448 70.000 cho em. Ui, em ơi cái con này đảm bảo một cầm con này về sướng luôn. Đảm bảo cầm cái con này mọi người thích luôn đây chị này đây. Một em phông cho em luôn. Bây giờ nó có hai màu trắng và đen. Nó sẽ là phân biệt hai màu trắng đen, con này 60 cân size L nhá. Mặc L. 55 cân 60 cân đổ về là con này chị này đây. Đẹp chưa mọi người? Đây, 55 60 cân đổ về là em này nha. 70.000 mã số là 398. 398 size L là mọi đẹp nha, 70.000. 398 70.000 cho em. Xanh của ban chị này. Mặc S. Con này từ 45 51 cân 52 cân đổ về. 45 52 cân quay đầu về, con này màu xanh than mặc size S nha. Xanh than thì mặc size S cho em rồi nha. Rồi em bán em này với cái giá ở đây là 70.000 mã số là 401 xanh dương nha. Xanh dương ạ. Bên này mã 401 70.000 cho em. 70.000 401 cho em nhá. Còn chị nào thích màu vàng không ạ? Chị ơi màu vàng này. Màu vàng này. Màu vàng này 5556 cân đổ về, một em màu vàng đây chị ơi đây nhá. Rồi con này mặc cho em khoảng tầm là từ 55 cân 56 cân đổ về là con màu vàng này giúp em. Bán đây này về cái giá là 70.000, mã số em này là 544. 544 70.000 là con này màu vàng nhá. 70.000 chị nào lấy là chốt đơn 544 này. Một em màu ghi nhưng mà con này không họa tiết. Cho chị em xem con này của em luôn. Nó là một em không họa tiết cho em một nhá đây. Cho chị nhìn em này của em đây. Đây này các chị ơi, con này ạ, không họa tiết, con này mặc M. Mặc size M đấy ạ, dưới 55 cân eo đẹp các chị. Đấy, chị nào thích không họa tiết lấy con này. Size M. Dưới 55 cân đổ về lấy em này nhá. 70.000 mã số là 557. 557 70.000. 554 chị Vi Bo Phương. Màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt và con này có họa tiết nha mọi người ơi đây. Màu xanh nhạt cho em này con này ạ. Con này sẽ là kiểu dáng là có họa tiết cho em của nhà đây. Ok nào, con này mọi người sẽ mặc size M. Mặc size M là con này cho em nhá, con này dưới 55 cân eo đẹp quá chị ơi này. Xanh nhạt ạ đây, 55 cân đổ về các chị lấy em này. Bán đây này với cái giá là 70.000, mã số là 665. 5556 cân nhá, mã số 665 70.000. 665 này con này 70.000 đó chị ơi. Đẹp chưa này. Rồi con này mọi người mặc, ui cái chị ơi con này đẹp chưa này fan. Đẹp chưa, con này mặc cho em từ 4748 53 cân. Dưới 53 cân đổ về các chị này. Đây này. Đẹp chưa chị ơi. Dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy em này nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000, mã số em là 757. Chị đang Phương Anh mới cho giáp xin lên số điện thoại và địa chỉ ạ. 757 70.000 con này. Một em màu này nữa là màu con này bé rồi, con này mặc size S màu ghi đá này. 45 52 cân quay đầu về, dưới 52 cân rồi này. Con này đẹp lắm chị ơi. 45 cân này, 52 cân quay đầu về các chị lấy em này mặc size S nha. Em bán em này với giá là 70.000, mã số là 449 mọi người nhá. Con này mặc S thôi. Mặc size S thôi, mã 449 nha. 449 nha. Rồi xanh nhạt tiếp này, ủi đẹp chưa chị ơi. Xanh nhạt tiếp mọi người nha. Xanh nhạt tiếp cho mọi người nha đây. Một con xanh nữa này. Xanh này nữa mọi người nha. Em xanh này mọi người sẽ mặc size M và L dưới 60 cân. Cái gì này, đây 55 cân, 60 cân đổ về các chị lấy em màu xanh này. 70.000, mã số em này là 762. 762, 70.000 chị này, con này đẹp quá. 55 cân, 60 cân đổ về nha. 762, 70.000.
70.000 mã 762. Rồi một em này, nó này màu xanh than. Ôi rồi ôi, xanh than này đẹp chưa chị ơi? Màu đẹp xuất sắc luôn. Đây. Một em màu xanh than này phải, mọi người phải mặc con này nhá. Xuất sắc con này luôn mọi người nhá. Đây, cho mọi người xem con này của em nhá. Em này mặc cho chị em mình size M dưới 55 cân đổ về eo, con này đẹp chưa chị này? Mặc M nhá, xanh than, con này là chất của em này, chất siêu mềm luôn. Dưới 55 cân đổ về này em này, 70.000 mã số em này là 530. 530 70.000 cho em. 530 để em này 70k cho em nhá, mã số 530. À chị nào lấy được con màu này không ạ? Con này là một em màu trắng kem, gọi là màu BB, con này mặc size M. Em này sẽ đẹp, mặc đẹp nhất cho em dưới 57 cân là mặc đẹp chị nhá. 53 57 cân. 53 57 cân đổ về nó như chất liệu phông phông giấy ấy. 70.000 mã số là 608 đây chị này. 608 70.000. 608 70k này con lấy cho em nhá. Xanh than nào đây? Đằng sau nó đây chị này. Một em màu xanh than đằng sau này, con này mặc size M dưới 55 cân. Mà con này giặt 50 55 cân đổ về màu xanh than cho em người nhá. 70.000 mã số em này là 551 đằng sau chị này. 70.000 này em này mã 551. Màu vàng. Một em này nữa màu vàng cho em người này, màu vàng. Đây. Cho các chị xem em màu vàng này của em, đỉnh đỉnh dã man màu vàng luôn. Em màu vàng này mặc size M chị này. Mặc M dưới 55 cân đổ về eo màu vàng này mất. Size M. Size M này em này nhá. Rồi 55 cân quay đầu về các chị lấy em này. Em này bán mọi người với giá là 70.000, mã số là 379. 379 70.000. Rồi một em này nó màu đỏ rượu vang em ơi, đỏ rượu vang này size M cho em nào chị ơi. Màu đỏ rượu vang này mặc M dưới 55 cân đổ về lấy con này cho em. Xuất sắc con này luôn các chị ơi. 55 cân đổ về lấy con này cho em ạ. Và đây này về giá là 70.000, mã số em này là 75, mã số em này chị nào đấy nào. Để lại con này cho em, mã số em này là 719 size M. Màu đỏ rượu vang đấy mọi người ơi, 719 size M cho em. 719 mặc M. Ui con này đẹp này. Ui màu xanh các chị ơi. Một em màu xanh, con này là một em hàng hiệu của Disney nhá. Hàng hiệu của Disney cho em luôn mọi người nhá. Hàng hiệu của Disney nó ít lắm, nó không xuất hiện ở đây đâu. Lâu lâu thỉnh thoảng nó mới có 1 đến 2 em thôi. Mọi nhá, một em của Disney này con này ạ. Con này mặc cho chị em mình dưới 53 cân đổ về đây ạ. Đây. 4748 cân, tối đa là 53 cân quay đầu về là em này hàng hiệu của Disney nhá. Em này bán 70.000, mã số là 668 ạ. 668 70.000. 679 chị Liên Nguyễn. 668 này em này 70.000 cho em người nhá. Rồi, màu tím mọi người này, một em màu tím nữa luôn. Em màu tím này còn nguyên tang mác cho mọi người này. Đây. Con màu tím này của nó đây chị này. Màu tím này còn nguyên tang mác cho em size M dưới 55 cân mọi người nhá. Mặc M đấy ạ. Đây các chị ơi đây. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này một em màu tím cho em luôn. Em đẹp mọi người bán em này với giá là 70.000, mã số em này là 441 nha. 441 70.000. 441 70k thôi em. Rồi một em màu đen này. Ui các chị đẹp đằng sau nó đây, màu đen. Màu đen cho em size M, con này mặc thoải mái dưới 55 cân. Thoải mái nha, 55 cân quay đầu về này, con này màu đen này, eo con màu đen này đẹp thích mọi người đây. Dưới 55 cân quay đầu về lấy em này. Em này bán mọi người giá là 70.000, mã số em này là 667 đấy chị này. Đằng sau nó đẹp quá. Size M dưới 55 cân đổ về mã số 667 này con này nha. 667 cho em người nha. Đẹp chưa? Chị nào để em lấy chốt đơn 667 cho em đi. Một em màu xanh than như này. Ô xanh than này đẹp này mọi người này. Xanh than này mặc cho em size của em này là 53 cân đổ về. Xanh than size S, size M nhỏ của nhá. Ơ nhá. 474853 cân này chị này. Màu xanh than. Ok là 474853 cân quay đầu về các chị lấy em này. Và đây này về cái Và đây này về cái giá là 70.000, mã số là 164. 164 70.000. Chị nhận dạ VIP rồi, đẹp quá em ạ. Ôi em cảm ơn chị Họa, Họa mi trắng nhá. Đấy. Hôm qua mới mới bán giả tiếp là chị đã nhận được rồi á, nhanh thế. Chị trong nội thành à? À hôm trước rồi đúng không? 667 chị Liên Nguyễn. Hôm qua chị có chốt được mà. Sai hết mọi người nhá, 4552 cân. Ủa nhận được nhanh thế quá. Nhận được nhanh thế nhá, đây. Rồi con này mọi người mặc 4552, con này 45 cân 50 cân đổ về, con này bé tôi size S nha. Mà con này mặc S mọi người nha. Và đây này với giá 70.000, mã số là 604. 604 size S 70.000 nữa thôi. Phát lộ cả góc xe luôn. 66-65 cân có đấy mọi người ạ, có đấy. Đây này, ví dụ như con này màu đỏ, con này chắc là con này phải 66-65 cân này. Ví dụ để con này nhá, đây. Đây. Con này để em xem nào. 60 cân quay đầu về nhá, 60 cân đổ về đây là con này. Đây này mọi người đây, size M và L, 55 cân, 60 cân đổ về màu đỏ. Dưới 60 cân đổ về là em này 70.000, mã số em này là 969. 969 chị ơi. 969 70.000. Hôm nay toàn form bé thôi, gần nhà form form của ấy thôi đây. À mấy đơn này chị nhận đều sớm ấy hả? Thế là nhận được rồi ạ. Ôi mấy cái màu nổi này các chị không lấy phí luôn đây. Ơ em có con màu nổi này đẹp cực cho chị này đây. Có một con màu xanh này đẹp cực size M, 55 cân đổ về 56 cân. Ê ơi nhìn con màu xanh này em này. Đẹp nhở, cái con màu xanh này mọi người không lấy mọi người để em đây. 55 cân 56 cân. Đẹp nhở. 55 56 cân đổ về lấy em này cho em luôn đây.
Bài đẹp lên đấy. Cảm ơn chị Hoàng Huy Sảng. Ôi mua cho thế 70.000 đấy em này, mã số là 509. Ô cái này các chị không lấy, con này không lấy để riêng cho nhá. 709 50.000. À nhầm, 709 lấy con này 70.000 nha, xin có 50.000 tí nữa. Ai họ chém chết luôn. Em ơi nhiều con màu đẹp chưa cho các chị nhìn này đây. Em cho các chị nhiều em màu đẹp chưa đây. À đi. Size S, à mặc gì em là sao chị? Size S bao nhiêu cân đó chị đang hỏi em gì đây chị? À, Thủy Trúc ơi. Ôi các chị mặc con này dưới 60 cân cho em. Đang mưa to quá các chị ạ. 55 cân 60 cân đổ về. Ôi giời ơi đẹp chưa các chị ơi. Dưới 60 cân đổ về lấy em này. Em này bán 70.000 mã số 860. Em mặc thích mặc cái màu nổi. Phong Mỹ mọi người phải mặc màu nổi chứ ạ. Phong Mỹ mặc cho em màu nổi lên. Màu nổi lên càng màu nổi càng đẹp. Mấy các chị mặc màu nổi cho em là đẹp. Mặc màu nổi lên cho em là đẹp mọi người ạ. Cứ mặc màu nổi lên cho em là auto là đẹp luôn rồi. Có đẹp màu em này màu rượu vang này. Màu rượu vang em ơi, màu rượu vang này chỉ có một em thôi mọi người nhá. Hết màu rượu vang của em rồi các chị ơi. 55 cân quay đầu về màu rượu vang nào chị ơi, size M. Con này mặc cho em là size S, size M nhỏ, 53 cân đổ về thôi. Màu rượu vang 53 cân quay đầu về các chị lấy em này nhá. Em này bán mọi người về giá là 70.000, mã số là 890. 890 70.000 mặc size S. 890 lấy em đấy nhá, 70.000 mặc S cho em lấy con này 890. Rồi con này của em này. Ui. Cho chị xem em này của em, con này mặc đẹp cực luôn. Màu xanh à. Con này phải gọi là xanh của em này phải gọi là xanh à. Xanh xanh coban. Con là xanh coban rồi đây. 860. Con này mặc cho em này. 53 cân đổ về. Đây, 4553 cân. Đẹp quá. 4553 cân quay đầu về để em này. Em này mặc cho em là 70.000 mã số là 710. 710 70.000. 53 cân đổ về nha. Ôi đẹp quá chị ơi. Màu đỏ trên xanh mà. Ôi trời ơi, con màu đỏ này các bác không lấy được phí chưa này. Rồi một em màu đỏ make in cái gì đây? Đây 100% là cotton mọi người nha. Mặc xuống luôn, mặc phong mỹ hoặc mùa hè là thích nhất luôn trong tất cả các loại phong. Size M này em này dưới 55 cân ạ. À. Dưới 55 cân đổ về mọi người lấy em này nhá. Em này bán 70.000 mã số là 752. Đẹp chưa chị này? Ý mọi người. 70.000 size M dưới 55 cân đổ về mã 752 màu đỏ. 752 nha mọi người ơi. Con màu đen này đẹp này. Ui con màu đen này mặc size S rồi. Con màu đen này chị ơi mặc S rồi, con màu đen em xin phép là dơ nhá này này. Đằng sau này. Đẹp chưa? Màu đen này mọi người chỉ mặc xem khoảng tối đa 52 cân đổ về thôi. 45 cân tối đa 52 cân đổ về con màu đen này các chị không lấy phí. Phí cực luôn. Rồi em bán đây này với cái giá là 70.000 mã số là 820. 70.000 con này mã 820 mặc size S. Màu xanh coban tiếp mọi người nha. Đây, màu xanh coban tiếp con này đẹp quá, con này dưới 57 cân. 55 cân 57 cân đổ về là em này mọi người nha. Đây con này đẹp này mọi người này. 55 cân 57 cân đổ về 70.000 mã 90. Nào chị ơi đây. 70.000 là em này, mã cái này sẽ là mã số 90 70.000. Mã 90 này em này 70.000 dưới 57 cân đổ về mọi người nhá. Chị nào lấy em này chốt đơn cho em mã số 90. 90 này, 70k cho em luôn. Một em màu xanh, ôi con này đẹp quá, màu xanh than nhưng mà mặc S. Màu xanh than mặc S mọi người, con này mặc từ 45 tối đa con này 53 cân đổ về SM nhỏ. Em này mặc cho em khoảng từ 47 48 50, con này 55 cân được chị ạ đây. 55 cân nhá. Rồi dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này, màu em này sẽ màu xanh than. Xanh than dưới 55 cân đổ về nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000. 70.000 mã số 84. 70.000 con này mã 84 nhá. Chị Hiền Nguyễn Khanh mới cho sắp xin em số nhạc địa chỉ ạ. Đây. Một em này nữa màu đỏ chị này, màu đỏ nhá. Màu đỏ này các chị mạch cho chị em mình mặc size M. Ui 57 cân đổ về màu đỏ này mà màu đỏ trắng da cực kỳ luôn chị này. Đây, đẹp quá. 55 cân 57 cân đổ về lấy em này nhá. 70.000 mã số 220. 220 70.000. 220 để em này 70.000 cho em. Chị nào lấy chốt đơn 220 70.000. Màu xanh này chị ơi. Xanh này cho em nhá. Xanh này là một M make in Mexico luôn. Đẹp nhỉ. Đây phải gọi là make in Mexico con này luôn mọi người đây, cho mọi người xem con này của em nhá. Em này các chị ơi mặc size của em mặc M. Mặc M là em này dưới 55 cân đổ về chị ơi, đẹp quá chị ơi con ạ. M. 55 cân đổ về là em này cho em nhá. Em này bán mọi người 70.000 mã số là 436. Chị 436 70.000 cho em nhé. Màu đen, em ơi, con màu đen này đẹp cực luôn. Màu đen này các chị mặc S thôi nhá. Con màu đen này từ 47 dưới 52 cân. Màu đen này 47, 48 dưới 52 cân đổ về. 52 cân quay đầu về để em này cho em nhá. 70.000 mã số là 387. 387 70.000 size S. Ồ, này em xem cái màu xanh này nào. Ôi, màu xanh này đẹp chưa mọi người. Đây cho mọi người xem con này. Người ta ghi trên tắc là M. Mọi người nên lấy màu xanh, mặc con đẹp mọi người đây. Con này size M nhá. Mặc M này con này nhá, 55 56 cân đổ về đấy con này. Được chưa? Con này là của nữ này chị ơi, đẹp quá đây. Mặc dấu quần 55 56 cân đổ về đấy em này. 70.000 mã số là 790. 790 con này 70.000. 790 70k luôn em. Một con màu vàng, eo ơi màu vàng cháy mọi người ạ. Màu này đẹp chưa này, màu vàng mặc size L nhá. Màu vàng này mọi người sẽ mang cho em từ 55 60 cân đổ về size M và L đây.
60 cân này, chị nào vừa hỏi 60 cân từ đầu live mà chưa có này. 55 cân 60 cân đổ về mặc số quần con này. Em này bán 70 nghìn, mã số là 970. 970 670 nghìn cho em. 970 70k cho em nhá. Rồi một em màu đen này size S thì này. Màu đen này mặc S cho em mọi người nhá. Con này mặc từ 45 cân, tối đa là 52 cân đổ về mặc bé lắm mọi người ạ. Mặc bé size S thôi. Mặc size S để em này nhá. 45 cân tối đa là 52 cân quay đầu về màu đen mặc S ạ. À. Em bán em này với cái giá là 70 nghìn, mã số là 465. 465 70 nghìn mặc S, con đen này đẹp quá, nhưng mà mặc size S thôi nhá mọi người nhá. Đây này, con này đẹp này. Cái này vẫn là size S 47 48 53 cân đấy chị này. Đẹp quá, con này dưới 53 cân mọi người nhá, mặc size S, size M nhỏ màu đen. Cái này em bán mọi người về cái giá là 70 nghìn, mã số là 539. 539 70 nghìn. 70 chị Liên Nguyễn. Đây, một em này nữa mọi người, con màu này sẽ là màu ghi. Màu ghi này mặc S rồi mà con này từ 45 52 cân đổ về, con này bé chị này. Bé nhỏ. 45 cân này, tối đa là 52 cân quay đầu về mặc em này mặc size S mọi người nha. Mặc S là em này bán mọi người 70 nghìn, mã số 83. Mã 83 size S 70 nghìn. 83 này, mặc S lại con này 70 nghìn cho em nha. Màu ghi đá này, à màu này sẽ là màu xanh than đấy chị này. Màu xanh than mọi người ơi, xanh than này. Con này bỏ qua đi, em thấy con này nó bị không vào form rồi. Con này mọi người nhá, xanh than tiếp này. Đây, xanh than này mọi người sẽ mặc cho em con này là dưới 53 cân đổ về. 47, 48 cân, 53 cân quay đầu về là màu xanh than này giúp em nhá. Em bán em này với mọi người với giá là 70 nghìn, mã số là 212. 212 70 nghìn, size S và M nhỏ, dưới 53 cân đổ về 212 70 nghìn. Màu cam này chị nào có lấy cam mại không? Đẹp chưa? Cam cà rốt mọi người nhá, cam nổi cực luôn này. Một em màu cam nổi cực luôn này, màu em này màu cam cà rốt đấy. Màu cam này nó giống màu xanh mà, tại vì là cái màu này nó đều là những màu nổi size M. Đây này 55 cân 56 cân đổ về eo thế, con này đẹp dã man chị đây. Ok nhỉ nhá. 55 cân 56 cân quay đầu về con này, thế con này nổi cực kỳ luôn. Em bán em này với cái giá là 70 nghìn, mã số em này sẽ là mã số là 321. 321 70 nghìn. Đẹp quá. 321 chị nào lấy em này 70 nghìn mã 321. Em ơi con màu tím này nhẹ nhàng này. Ôi chị ơi màu tím này. Em màu tím này size M mọi nha, con màu tím là tím khoai môn size M dưới 55 cân. Eo thế luôn mọi người, màu tím này đẹp dã man rồi. Màu tím này dưới 55 cân đổ về, các chị lấy em này dưới 55 cân đổ về. Em này bán mọi người 70 nghìn, mã số em này là 780. 780 70 nghìn lấy con này. 780 70 nghìn lấy con đấy. 321 chị Việt Kiển. Màu xanh cho em mọi người nha, đây màu xanh này. Xanh này dành cho chị, chắc chị mặc size của em mặc M. Mặc size M này em này cho em mọi người nha. Em này mặc cho em đẹp nhất cho em dưới 52 cân đổ về, 53 cân đổ về. 52 53 cân quay đầu về con này bé này. Con này bé lắm mọi người, chỉ mặc con này khoảng tầm là từ 52 53 cân đổ về thôi, size SM nhỏ. Em này 70 nghìn, mã số là 496. 496 70 nghìn. 70 nghìn mã 496. Một em màu đen con này cho chị này, màu đen này. Màu đen còn miên tang mắc size M dưới 55 cân. Màu đen nhá, mặc M dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này. Em này bán mọi người 70 nghìn, mã số em là 913. 913 70 nghìn này con này. 70k mã 913 eo con màu đỏ rực vàng đẹp cho này chị này. Đây nhá, đằng sau nó có họa tiết vào con này đằng trước này. 55 60 cân đổ về size M và L. 60 cân quay đầu về màu đỏ rực vàng nhá. Em bán em này với giá 70 nghìn, mã số là 545. 545 này 70 nghìn cho này. 70 nghìn 515. Eo toàn những con đẹp về cuối line. Cuối line về toàn những con đẹp luôn mọi người đây. Rồi nhá, con này của em này. Con này phông rất là mềm và mượt luôn. Phông cực kỳ mềm và mượt con này nhá. Mềm cực kỳ luôn, size M dưới 55 cân đổ về con này. Màu ghi đá chị này. Ghi đá và có họa tiết cho em luôn đây. M đấy ạ. 55 cân đổ về các chị lấy em này. 70 nghìn mã số em này là 354. 354 70 nghìn con này. 354 là em này nhá. 70k là em này, chốt đơn cho em mã số 354 nhá. Rồi một em này nữa này, màu đen, con màu đen này đẹp quá. Màu đen này mặc size S cho em nhá. Màu đen này mặc cho em khoảng từ 45 cân 52 cân đổ về chị nhỉ, đằng sau này đây. 45 cân 52 cân đổ về con màu đen này mặc S. 70 nghìn mã số là 760. 760 70 nghìn thôi. Đẹp chưa mọi người? Một em này nữa người, cái con này từ để xem nào. Cái con màu đỏ này đẹp ôi, cái màu đỏ này xinh như vậy này. Màu đỏ này mặc size M dưới 55 cân. Màu đỏ này mặc từ 55 cân 56 cân quay đầu về đây. 55-56 cân đổ về nha. 70 nghìn mã số là 322. 322 này con này 70 nghìn. Màu đen. Một em màu đen các chị ơi, 100% cốt tông này. Màu đen trơn nhá. Các chị ơi em có 2-3 con đen trơn cơ. Đây. Đen trơn cho em của nha. Một em này nữa này, con này màu em này sẽ là màu đen trơn mặc size M. Size M này con này. Rồi mặc M này con này 55-56 cân đổ về đây. Các chị màu đen trơn này đây. Đẹp chưa này. 55 cân 56 cân đổ về màu đen trơn. 70 nghìn thôi, mã số là 650. 650 con này 70 nghìn nhá. Em lên 650 con này 70 nghìn. Hôm nay để làm thích mọi người phải gọi là em cũng lên size thích lên size to, tại vì cái phong mỹ của cái đợt này là size bé mọi người ạ. Phong mỹ của cái hôm nay của em là phải thật sự là có nhiều size bé cực kỳ luôn. Nó nhiều mấy cái con size bé mọi người. Rồi một em màu cam cà rốt size M dưới 55 con này, con này đẹp quá chị ơi.
Mặc mờ này có đầy 5 năm cân 56 cân quay đầu về một em kem cam cà rốt nha. Em này bán một người với giá 70.000, mã số là 767. 767 70.000. 767 này con này này, 70k này con này, mã 767 cho em nha. Rồi một em này nữa này chị ơi đây, gần như là những con này em làm. Có một em áo của nam, con này áo nam. Áo nam 65 70 cân của nam các chị này đây, áo nam nhá. Con này sẽ là áo nam mà con này khoảng từ 65 70 cân của nam. 65 70 cân của nam nhá, con này là áo nam rồi. Em bán em này về cái giá là 70.000, mã số là 596. 596 70.000 áo của nam size M của nam. Mặc size M của nam có thể lấy được em đấy nhá, size M của nam này. Rồi một em này nữa màu đen. Màu đen này mọi người sẽ mặc size M tiếp nhá. Màu đen này mọi người mặc cho em thoải mái dưới 55 cân đổ về các chị màu đen nhá. Đen 55 cân đổ về mặc size M này, có thể mặc được này. Em này bán mọi người với giá là 70.000, mã số là 674. 674 70.000 nhá. 674 này em đấy ạ, 70k này em đấy chốt đơn 674. Em ơi màu này đẹp với chị, màu nổi này. Lại một em màu nổi nữa luôn. Màu này sẽ màu xanh neon đấy mọi người. Gọi là xanh neon size M nhá. Đây. Mặc M là con này. Ok là con này đẹp quá chị này. Các em mặc cho em khoảng từ là 56 cân quay đầu về là mặc đẹp, 5556 cân đổ về là em này nhá. Rồi em bán em này với cái giá ở đây là 70.000, mã số là 577. 577 70.000. 577 con này 70.000 cho em. Còn có màu cam với màu nghĩa, con màu ghi đá này này, chị này mặc size M. 56 thì vẫn ca. Ôi phải mặc cho em khoảng từ là từ 55 cân 56 cân đổ về đẹp quá chị ơi. Size M nhá. Mặc M nè. Mặc nữ nhá, có đẹp nữ nhá mọi người nhá, size M là màu em này sẽ màu ghi đá. Màu ghi đá có đẹp mọi người mặc size M. Em này mọi người với cái giá 70.000, mã số là 346. 346 70.000 size M. 346 đẹp quá. Trời ơi chị nào lấy 346 của em đi. Con này màu đẹp quá chị này, con này mặc size S rồi. 47 48 52 cân đổ về này, con này eo thì con này mặc size S. Màu đỏ rượu vang 52 cân đổ về. Dưới 52 cân đổ về nhá. 70.000 mã số là 795. 795 70.000 này con này. 795 70.000. Rồi một em màu này, con này còn nguyên tang mát chị ơi. Nguyên tác cho em một màu này sẽ là màu tím. Một em màu tím nhá, con này làm sao còn nguyên tang mát cho mọi người luôn này. Nguyên tang mát nha. Rồi em này sẽ để cho các chị nào mặc size của em là người mặc M. Em này dưới 55 cân quay đầu về để con này cho em nhận đây, con này đẹp này chị ơi. Rồi, 55 cân quay đầu về các chị lấy em này cho em nhá. Bán em này về cái giá. Bán em này về giá là 70.000, mã số là 358 70.000 màu tím. 358 này, 70.000 màu tím cho em. Nhiều con đẹp. 346 chị Đoan Thu Hường. Đây. Cho mọi người con đẹp em luôn. Màu tím tiếp mọi người này, một em màu tím tiếp nha. Nhưng mà con màu tím này nhiều họa tiết hơn, nhiều chữ hơn. Đây. Tím nha mọi người ơi, màu tím cũng mặc đẹp luôn, trắng da. Màu tím mặc trắng da cực kỳ luôn, size M. 55 cân đổ về này con này chị này. Đây, M nhá. Rồi các chị ơi, 55 cân đổ về này con này đẹp chưa này. Đây. Em cao mét 655 cân em mặc vừa in luôn. Em bán lên là về giá là 70.000. 70.000 mã số là 538. 70.000 mã 538 này. 538. Chị Phúc Lê, sao xin em địa chỉ ạ? 538 này 70.000 cho em luôn. Một em màu đen trơn. Các chị ơi, đen trơn của em này. Đấy, còn nó con màu tím là 538, chị nào lấy nốt thì lấy đi này. Cứ màu tím không còn nữa rồi. Con màu này con chị đây. Con màu đen size M này, đây, đen M. 538 chị hồng xanh. Đen M dưới 55 cân đen trơn nhá. Đen trơn đơn giản nhẹ nhàng basic size M. 55 cân đổ về là em này, 70.000 mã số là 605. 605 70.000. 605 là em lấy 70.000 cho em mắt của 605 nhá. Rồi một em này mặc S này, con này đẹp quá trời ơi, con này một em màu đen. Màu đen mặc S từ 45 cân, 50 cân, 51 cân đổ về, dưới 51 cân đổ về nhá. Dưới 51 cân đổ về là em này, 70.000 mã số là 373. 373 này con này 70.000 cho em, mã 373 cho em với nhá. 373 70.000. Rồi em có thêm một em này, con này đẹp chị này. Rồi một em này màu em này mặc cho em size M dưới 55 cân nhá, con này đẹp quá trời ơi. Mặc M đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về là em này, 70.000 em này mã số là 579. 579 con này 70.000 cho em rồi nha. Em làm nhanh nhá mọi người, không là không kịp giờ rồi. Tại vì ca sau sẽ có chân váy mọi người ạ. Một em hàng hiệu của Gap với chị này. Một em hàng hiệu của Gap size L. Hàng hiệu của Gap size L nên con này mọi người có thể mặc cho em dưới 60 cân ạ. Dưới 60 cân đổ về size L nhá, là một em hàng hiệu của Gap. Gap size L dưới 60 cân đổ về. Em này 70.000 mã số là 768. 768 70.000 cho em luôn. Rồi một em này nữa. Chị Liên Nguyễn. 55 cân 60 cân đổ về con này là một em dáng trơn mà mặc L nhá. Mặc L là con này. Rồi 55 cân 60 cân đổ về các chị lấy em này bán mọi người về cái giá là 70.000 mã số là 798. 798 này, 70.000 cho em mã 798. Màu xanh. Xanh này mặc size M nhá, năm con này 50. Con này mọi người sẽ mặc cho em khoảng từ là 53 cân đổ về rồi. 45 cân. Chị Lộc chị Đào. 53 cân đổ về lấy em này, 70.000 mã số là 689 ạ. 689 70.000 mặc S và M nhỏ. Đây một em này nữa này các chị ơi, con này vẫn mặc S. Em mặc từ 45 cân 52 cân đổ về nhá. 45 52 cân đổ về các chị để em này nhá. Em này bán mọi người về giá là 70.000 mã số là 611. 611 này con này. 798
Size M này, em này tiếp này, con này mặc cho em đẹp nhất là con này M và L. Con này mọi người nếu mà để mọi người mặc đẹp khoảng từ 57 cân đổ về. 57, 58 cân đổ về này con này nhá. 57, 58 cân quay đầu về này em này. 70.000, mã số là 316 này. 316, 70.000 này con này. Ồ em màu ghi nữa này, cái chị này một, gần một lượt màu ghi luôn. Size M con này 55 cân đổ về đó mọi người nhá. M đi mọi người này. Con này mặc cho em dưới 55 cân đổ về này em này. 70.000 thôi, mã số là 402. 402 này em này 70.000 này. 402 70k là em đấy nhá. Một em này nữa này, chơi con này. Ôi nhiều con đẹp chơi đấy chị này. Một em này màu ghi. Lại một em màu ghi nhưng mà màu đậm hơn là size S. 4553 cân quay đầu về, dưới 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu về là em đấy nhá. 70.000 mã số là 426. 426 là con này 70.000 cho em luôn. Màu vàng này. Màu vàng con này có họa tiết mọi người nhá. Em này mọi người sẽ mặc xem. Size M dưới 55 cân đổ về lấy một màu vàng này. Size M đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về là em này. 70.000 mã số là 744. 744 70.000 xem này. Xanh than đấy chị ơi. Xanh than này mặc size M tiếp dưới 55 cân ạ. Ồ đẹp quá, 57 cân đổ về con này vẫn vừa nhá. Rồi, dưới 57 cân quay đầu về màu xanh than giúp em. Và đây này với giá 70.000 mã số là 810. 402 chị Phương Nam. 810 70.000 xem thử nhá. Màu đen mọi người này. Em màu đen này mặc size M. Mới cho shop xin lên số điện thoại địa chỉ ạ. Đen này khoảng từ 56 57 cân đổ về, dưới 57 cân đổ về. 70.000 mã số là 614. Con này là kiểu ở đây đây. 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 614 con này màu đen. Ai kiểu dáng basic đẹp các 614 cho em nhá. Rồi một em này màu ghi tiếp người nhưng mà màu ghi sáng nhá. Em này size M tiếp, con này 57 cân đổ về, eo đẹp quá mọi người ơi. Này, 57 cân đổ về mọi người nhá, dưới 57 cân. Em này bán mọi người 70.000 mã số là 635. 635 70.000 này, con này đẹp quá, dưới 57 cân đổ về 635 này. 635 các chị để em lấy cho em nhá. Một em này nữa này, con này mặc SEO có màu xanh này đẹp chưa này? Xanh kiểu xanh bạc hà ấy. Các em mặc cho em từ 45 cân 53 cân đổ về, 45 52 cân là mặc đẹp. 45 cân 52 cân đổ về, dưới 52 cân nhá. 70.000 mã số là 695. 695 70.000 size S. Một em này nữa, con này là một em hàng hiệu của gì đây? Con này một em kẻ, con này mặc S rồi. M nhỏ 52 cân đổ về là con kẻ đấy chị nhá đây. 45 52 cân đổ về là em này. Em này bán mọi người 70.000 mã số là 629. 629 70.000 là con này cho em. 629 70.000. Rồi một em này nữa các chị này, con này màu vàng. Lên tiếp một em này nữa mọi người nha, cái màu này em màu này đẹp thích mọi người, con này đẹp này. Đẹp đấy chị này, mặc size M 55 cân đổ về, con này đẹp quá chị ơi, mặc M. Rồi mặc size M là em này, dưới 55 cân đổ về cho chị lấy em này cho em nhá. Em này bán mọi người với giá là 70.000 mã số là 7605. 605 70.000 này con này xem một nhá. 605 70k này em đấy. Một em này nữa mọi người để em xem. Ui màu xanh này đẹp này, xanh rêu. Xanh rêu nào các chị ơi, xanh rêu là mặc M 55 cân đổ về đấy ạ. Xanh rêu mặc size M nhá. Dưới 55 cân đổ về là các chị có thể lấy em màu xanh rêu này. Và đây này về cái giá ở đây là 70.000 mã số là 552 nhá. 552 này, con này 70.000 này, con này đẹp quá chị ơi. 552 70k này con đấy. Rồi em này mọi người sẽ mặc size M đấy ạ. 55 cân đổ về đấy em này, trời ơi đẹp quá chị. Size M. Size M đấy em này, dưới 55 cân đổ về mọi người lấy em này ạ. 70.000 mã số là em này là 41417. 417 này, con này 70.000 cho em. 417 này, con này 70k nhá. Rồi một em tiếp theo, một em này sẽ là màu xanh, cái gì này xanh dương. Xanh dương này mặc mờ thêm, ôi con xanh dương đẹp quá. Con này 57 cân đổ về thoải mái, đóng thùng đường này, con này vải rất là mềm, siêu mềm luôn. 57 cân quay đầu về là em này cho em người nhá. Em này bán một người với giá 70.000 mã số là 780. 780 70.000 cho em người nhá. 780 70.000 này. Ê ô các chị ơi, phông giấy này. Phông giấy này, con này mặc từ cái con này bị lỗi bỏ qua đi. Màu cam 552 chị Phúc Lê. Màu cam cho em nhé, con này mọi người phải mặc cho em size M. Còn nguyên tang mắc mọi người, con này mặc M và L. Nếu mà con này mọi người mặc thoải mái dưới 60 cân nhá. Thoải mái ạ, dưới 60 cân quay đầu về này, con này size M và L. Em bán lên này với cái giá là 70.000, mã số là 749. 749 đấy em này, 70.000 cho em ạ. 70.000 mã 749 cho em nhá. Rồi con màu xanh các chị này, eo con này đẹp chưa này. Mặc size S rồi, con này phải mặc từ 4718. Tối đa là con này 52 cân đổ về thôi. Con này khoảng độ dưới 52 cân nhá. 52, 53 cân quay đầu về đó mọi người. Em này bán 70.000, mã số là 122. 122 thì con này 70.000 cho em luôn. Con màu nổi đấy chị này. Em màu nổi mọi người mặc con này size M và L. Nếu mà con này mặc mọi người chỉ mặc cho em khoảng độ từ 57 cân đổ về thôi nhá. 55 cân, khoảng độ là 57 cân quay đầu về để em này. Em này bán mọi người là 70.000, mã số là 211. 211, 70.000 này con này cho em luôn, đẹp nhở. Nào một em màu xanh navy nào các chị ơi đây. Xanh navy cho em nào, con này màu, em này màu xanh navy nhá. Rồi em này sẽ để dành các chị là mặc size M. Eo đẹp cho mọi này. Made in Canada luôn, mặc M. Dưới 55 cân đổ về, 56 cân đổ về. Made in Canada này. Nó size M nhá. 55 cân, 56 cân đổ về đã. 55 cân cao mét 55 thì chị mặc bằng size của em thôi. M là em này ạ. À. Em này mã số là 963, chị mặc size M đi chị Xuân Lê ơi. 963 mặc M này, con này đây. Ví dụ như chị mặc những con này này, đây này, những con này này size M. Quay khoảng từ là 57 cân đổ về. Size M nhá. Mặc M đấy ạ.
55 cân, 57 cân đổ về là em này mặc đẹp. 70.000, mã số em này là 768, 70.000. Con màu ghi nhá. 768 có này 70.000 cho em. 768 để em lấy 70.000 cho em mọi người nhá. Ồ, nhưng con màu ghi đẹp này, con này mặc size S và M nhỏ đây. Vậy mọi người sẽ mặc size M dưới 55 cân eo đẹp chưa chị? Ôi ôi, dưới 55 cân đổ về các chị lém này nhá, dưới 55 cân nhá. Rồi bán đây này về cái giá là 70.000, mã số em này là mã 80. Mã 80 70.000 này con này. 80 này 70 ngang này, con đấy cho em một màu vàng. Một em màu vàng cho em size M nè. Một em màu vàng con này khoảng độ là bao nhiêu cân đây? Con này khoảng độ là từ 55 cân 56 cân. Đây này, 55 cân 56 cân đổ về để em này cho em nhá. 70.000 mã số là 935. 935 70.000 này, con này cho em luôn này, 935 70 ngang nhá. Rồi một em màu vàng. Em màu vàng nhạt size M con này mặc cho em khoảng từ 53 cân đổ về thôi. 53 cân quay đầu về để em này nhá. 70.000 mã số là 933, con này đẹp quá chị này. 70.000 này, chị nào lấy này chốt đơn 933 em chuẩn bị nghỉ đây, còn làm khoảng tầm là 5 em nữa thôi là nghỉ mọi người nhá. Còn có 3 live sau của em nữa. Cái live sau là live với mọi người là chân váy bò. Cái sau của chân váy bò mọi người nhá, mặc M này con này đẹp. Em này khoảng từ là 57 cân đổ về eo, màu ghi đẹp quá chị này. Màu ghi này dưới 57 cân này. Dưới 57 cân quay đầu về để em này cho em nhá. Bán đây này với mọi người cái giá là 70.000 mã số là 814. 814 con này 70.000 ạ. 814 lấy em lấy 70.000 mã số là 814 cho em người nhá. Rồi em có thêm một em này. Ôi dồi đẹp quá, con này mặc cho em khoảng dưới 5758 cân này đẹp chưa? 5758 cân quay đầu về các chị lấy em này nhá. Em bán em này với cái giá là 70.000 mã số là 102. 102 70.000 này con này. 1 cam này đẹp này. Ôi 1 cam đất này chị ơi, con này mặc size L 60 cân. 55 cân 60 cân đổ về màu em này màu nâu cam đất. 55 60 cân đổ về lấy em này nhá. Bán em này với cái giá là 70.000 mã số là 952. 952 70.000. 952 70.000 đây các chị ơi, con này đẹp này. Em này mọi người sẽ mặc con này khoảng từ là 35 chị Liên Nguyễn. 60 cân đổ chị về. Chị Liên Nguyễn chuyển khoản cho shop 300 phải được chốt tiếp ạ. À? 55 cân 60 cân đổ về các chị lấy em này. Rồi ạ. 55 cân 60 cân đổ về lấy em này 70.000 mã 10. Đây. 70.000 mã 10, 55 60 cân đổ về 70.000 con này mã 10 nhá. 70.000 mã 10 để con đấy cho em nhá. Rồi một em màu xanh coban nữa này, đây xanh coban. Xanh coban này chị em mình mặc size M đấy ạ, dưới 55 cân đổ về là xanh coban ở đây. Mặc M 50 cân ạ, tối đa là 55 cân đổ về chị lấy em này size M nhá. Em bán đây này với cái giá là 70.000, mã số em này là mã 11. Mã 11 70.000 con này. Mã 11 70.000 nhá. Rồi một em này nữa này các chị ơi đây. Con màu này đi, con màu ghi này em thấy con màu ghi này đẹp các chị này. Màu ghi này chất liệu của nó vừa mềm nữa chị ơi, mềm dã man con này luôn. 60 cân quay đầu về size M và L từ 55 cân, 60 cân đổ về các chị lấy em này nhá. Bán đây này với cái giá là 70.000, mã số em này là 837 mọi người con này nhá. 837 con này 70.000 cho em này. Nào này con này chốt đơn cho em mã số 837 70.000. Rồi để xem nào còn có con nào nữa, con này là chất liệu mướt nhỉ. Em ơi con này là chất liệu mướt cực kỳ, đằng sau nó có họa tiết này. Đằng sau có họa tiết cho em luôn, con này mặc M. Mặc size M cho em mọi người nhá. Mặc M đẹp luôn, con này dưới 55 cân. Ok la mọi người nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này. Em này bán mọi người 70.000 mã số là 25. Mã 25 70.000 cho em. 25 70.000 cho em này đây. Màu này nữa đẹp này. Ok la màu này của em mọi người nhá. Em này mọi người sẽ mặc con này dưới 55 cân đổ về eo thì con này đẹp quá chị ơi. 55 cân đổ về các chị lấy em này. Bán em này với giá là 70.000 mã số là 190. Các chị đây. 190 70.000. 70.000 mã 190. Xanh than. Con này có họa tiết này. Eo con này xanh than, con này mặc size S rồi, 45 cân tối đa 52 cân. 4552 cân này. 4552 cân quay đầu về để em này cho em nhá. 70.000 mã số là 976. Size S rồi. 976 là con này 70.000 cho em nhá. Rồi tiếp theo có một em này nữa này, màu xanh xanh coban, eo có xanh này đẹp quá, 60 cân đổ về ạ. Đây, thoải mái. 55 cân 60 cân quay đầu về để em này màu xanh dương nhá. Em bán đây này với mọi người có giá là 70.000. 70.000 này em này để lại con này cho em mã số em này là 725. 725 70.000 cho em. 725 70.000 luôn đây các chị ơi, đây con này đẹp này, con này màu xanh dương. Xanh dương đằng sau có họa tiết mọi người nhá. Em này mọi người sẽ để dành cho chị nào mặc từ 55 cân 56 cân. Nhỉ. 55 56 cân đổ về này em này. 70.000 mã số em này là 101. 101 70.000 cho em. 101 70.000 cho em mọi người nhá. 101 70.000 rồi. Màu xanh này đi các chị đấy, màu xanh đẹp quá, màu xanh nhạt. Chị Phương Nam Nguyễn. Xanh nhạt này con này 55 cân đổ về. Đây. 55 cân đổ về này em này size M chị này. M nhá. Rồi 55 cân đổ về các chị lấy em này cho em ạ. À. Bán đây này với cái giá là 70.000, mã số em này là 731. 731 70.000 này con này. Màu xanh nhỉ chị ơi, màu xanh con này xanh rêu đậm, size M dưới 55 cân. À. Xanh rêu đậm này con này đây này chị ơi đây. Dưới 55 cân đổ về mọi người lấy con này cho em nhá. Bán đây này với cái giá là 70.000. 70.000 em này, mã của em này mã 1. Mã 1 70.000 cho em. Mã 1 70.000 cho em nhá.
Rồi em này, một em này nữa chị này. Con này mình có chị nào mặc size M tiếp dưới 55 cân. Size M tiếp là em này, dưới 55 cân đổ về là em này cho em nhá. 70.000 này em này, mã số em này mã 48. Mã 48 70.000. 48 này em này 70.000 cho em nhá. Rồi một em này nữa này, con này size M tiếp 55 cân đổ về, màu ghi eo đẹp. Chị ơi 55 cân đổ về. 55 cân quay đầu về nhá. 70.000, mã số em này là 857. 857 con này 70.000 cho em. 857 70.000 cho em mọi người nhá. Rồi một em này nữa màu ghi đá, nhưng mà phong của em này có họa tiết, con này mặc cho em khoảng từ làm 47 48 55 cân thoải mái size M. Dưới 55 cân đổ về chị này đẹp chưa? Ok la nhá mọi người nhá. Dưới 55 cân đổ về là em này nhá. Và đây này về cái giá là 70.000, mã số là 19. Mã 19 70.000 mọi người nhá. 19 này 70.000. 19 em thấy ạ, 70.000 cho em nhá. Rồi nốt con này nữa em nghỉ nhá mọi người ơi. Đây ạ, đây. Con này cho em này size M. M và L con này khoảng từ 57 cân đổ về nhá. 57 cân đổ về đấy ạ, 57 cân đổ về. Ok là dưới 57 cân quay đầu về để em này nhá. Và đây này về cái giá là 70.000, mã số của em này sẽ là mã số là 199. Mã 199 70.000. Có mã 1 đấy, làm cái con mà. Không có mã nhá. Ủa con này đằng sau của nó là họa tiết hình con sói này đẹp chưa? Ôi trời ơi đẹp quá, con này mặc cho em khoảng từ là 57 cân đổ về. Ok là nhá, dưới 57 cân. Dưới 57 cân quay đầu về để con này cho em nhá. Và đây này về cái giá là 70.000, mã số là 908. 908 70.000. Mã 1 là cái con chưa có tác nhá. 60 cân quay đầu về nào chị ơi, đẹp chưa? Ủa nhìn con này của em đẹp chưa chị này, đây 60 cân đổ về, 55 cân 60 cân đổ về này, con này cho em người nhà 55 60 cân đổ về. Và đây này cho em mã số em này là mã số là 940 70.000. 940 70.000 con này cho em nhá, 940 con này 70.000 cho em. Mã 1 chị Phương Nam Nguyễn. 50 cân quay đầu về mặc S đây. 4 con này mặc cho em khoảng 45 50 cân. 45 50 cân đổ về này em này cho em nhá. 70.000 mã số 82. 82 này con này 70.000 cho em mã số 82 này. 82 70.000 nốt đi. Để nốt thì nốt hết đi. Con này mặc cho em khoảng từ 57 cân đổ về màu ghi này. 55 cân, 57 cân quay đầu về mọi người này, con này cho em nhá. Và đây này về cái giá là 70.000, mã số là 904. Dưới 57 cân đổ về mã 904 70.000. 904 con này 70.000 cho em người nhá. Rồi một em này nữa này, chị này màu ghi đẹp thế này. Đây, eo hình đẹp chất, 60 cân đổ về này con này. Chị 55 cân. Chị làm gì chị lên mã lên mã đi ạ. 55 cân. 60 cân quay đầu về các chị lấy em này size M và L. Mặc M và em này 70.000, mã số là 186 ạ. 186 70.000 từ 55 60 cân quay đầu về mã 186 con này 70.000. 186 con này cho em 70k cho em người nhá. Hai chị Phương Hoàng. Màu đen ấy nhỉ, màu đen này dưới 60 cân mặc được. Màu đen này dưới 60 cân mặc được, từ 55 cân 60 cân quay đầu về để em này bán mọi người với giá là 70.000, mã số là 118. 118 70.000 cái này. 118 70.000 nha, em nghỉ đây mọi người ơi. Ok, con này cho size M dưới 55 cân, con này toàn bộ cái này theo chị này. Toàn bộ cái này là theo nhá. Con này mặc cho em màu nâu cà phê dưới 55 cân. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy em này. Bán đây này về cái giá là 70.000. 70.000 mã số là 459, con này đẹp quá chị ơi. 459 70.000 ạ. Nào chị nào lấy nó có màu nâu này của em này đây, đẹp quá chị ơi. Ok nha. Rồi mã số em này sẽ là mã số là dưới 55 cân đổ về. Mã 459 con này 70.000 nha. Ok mọi người nha. Rồi chị nào lấy con 459, con 459 này đẹp quá. Trời ơi, theo này. Theo này. 459 chị nào lấy ạ? À? Dưới 55 cân đổ về là vừa 459 của em nha. Ok các chị ơi, ca sau của em là có gì ạ? Ca sau của em sẽ là lên với mọi người là cái gì nhỉ? Chân váy bò. Chân váy bò. Áo và thể thao mọi người nha. Chốt nốt 459 xong nghỉ đi. Ok nhá mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người, đợi 10 đến 15 phút em dọn đồ nhá mọi người nha. Thật thì mày.